Thanh Mai Xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngắn một tập rất hay và lôi cuốn có tên Mẹ Gẻ của tác giả Hoàng Chi. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng. Chẳng qua đó cũng chỉ là quan niệm của ngày xưa riêng thời nay không hẳn người mẹ kế nào cũng ghét bỏ bạo hành đứa con riêng của chồng. Nguyên nhân là do người đàn ông và phụ nữ, cả hai đến với nhau chỉ vì danh lợi và tiền bạc, nên mới dẫn đến tình trạng ghét bỏ nhau, rồi gây ra những cuộc tranh cãi mâu thuẫn không đáng có giữa vợ và con riêng. Nhưng nếu cả hai chấp nhận chung sống cùng nhau, bởi vì hai chữ tình yêu, thì cuộc hôn nhân của họ sẽ vô cùng hạnh phúc và viên mãn những người con riêng của chồng hay của vợ thì cũng sẽ được đối phương hết mực thương yêu, xem chúng như con ruột, thậm chí còn hơn cả đứa con do mình sinh ra. Hết lòng dạy bảo, lo lắng chăm sóc và không bao giờ có sự phân biệt con anh con em như cách Thúy Hằng, một cô giáo viên trẻ tuổi đã làm. Từ nhỏ Thúy Hằng sinh ra và lớn lên ngoài Bắc, sau khi tốt nghiệp đại học với chứng chỉ ngành sư phạm, thay vì khi ra trường, Thúy Hằng sẽ xin việc tại quê nhà, nhưng không. Cô muốn được trải nghiệm ở một nơi xa, sau đó đã quyết định vào Sài Gòn để tìm kiếm việc làm. Ban đầu Thúy Hằng phải chịu sự phản đối đến từ ba mẹ vì hai ông bà chỉ có mỗi mình cô là con nên tỏ ý muốn gần gũi với con lúc về già. Nhưng rồi nhận thấy được ước mơ và sự quyết tâm trong lòng Thúy Hằng đã làm cho hai ông bà già cũng đành chịu thua sau khi đã thuyết phục được ba mẹ một mình thúy hằng cùng với chiếc hành lý nhỏ bên trong là một ít đồ đạc không thể thiếu tấm bằng chứng chỉ tốt nghiệp bay vào sài gòn lần đầu tiên xa nhà một mình cô chân ướt chân giáo đến một nơi phồn hoa rộng lớn như trốn đô thành nên cũng có phần bỡ ngỡ nhưng không vì thế mà làm cho ước mơ bị trùn bước đến nơi thúy hằng nhanh chóng đi tìm nhà trọ chỉ với số tiền ít ỏi mang theo trong người thì khó lòng tìm được một nơi ở rộng rãi thoáng mát. Không còn cách nào khác, cô đành phải lặn lội vào những con hẻm sâu hơn. Nhưng tất cả đều đã đủ phòng, nơi nào còn trống thì lại rất đắt giá. Chưa nắng một mình cô lủi thủi đi tìm phòng, đã vậy còn mang theo cả hành lý. Bây giờ Thúy Hằng đã bắt đầu thấm mệt, chán và người đều nhễ nhại mồ hôi bụng thì phát ra những tiếng kêu ọt ẹt. Cũng may phía trước lề đường có xe bán bánh mì. Thế vậy cô bèn tiến lại mua một ổ, rồi tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi. Dưới tán cây sợ bóng mát, ăn lấy ổ bánh mì, nhìn dòng người xe cộ qua lại. Thúy Hằng bỗng thấy chạnh lòng vì nhớ đến ba mẹ ngoài quê, nghĩ đến sự khổ cực vất vả của họ để có thể kiếm được đồng tiền cho cô ăn học điều này càng thôi thúc thúy hằng quyết tâm ở lại xin được việc làm sau khi đã ăn hết ổ bánh mì cô lại tiếp tục đi vào những con hẻm khác để tìm chỗ trọ đang đi trên đường thì vô tình bị một người đàn ông chạy xe máy đụng phải khiến chân cô bị thương lúc này người đàn ông biết mình đã sai nên lập tức dừng xe rồi vội vàng chạy lại này cô gì ơi cô có sao không cháu không sao nhưng hình như cái chân của cháu bị gãy xương hay không mà đau quá. Xin lỗi, không phải tôi chạy xe cẩu thả đâu, mà tại vì cái thắng xe sau của tôi bị hư thắng không ăn, chưa kịp đi sửa thì đã xảy ra chuyện. Thôi, để tôi đưa cô bé vào bệnh viện. Chú cầm cái túi hộ cháu với ạ. À? Người đàn ông đỡ Thúy Hằng lên xe rồi nhanh chóng chở cô vào bệnh viện. Cũng may chân cô bé không bị ảnh hưởng gì nhiều mà chỉ bị chảy và bong gân nhẹ. Phải rồi, nhà cô bé ở đâu, một lát băng bó xong tôi sẽ đưa cô về nhà. Thúy Hằng giọng buồn bã đáp. Dạ, ba mẹ cháu thì ở ngoài Phú Thọ, còn cháu là sinh viên mới ra trường, muốn vào đây để xin việc làm. Nhưng không ngờ, giá nhà trọ ở đây lại đắt thế cơ chứ. Cháu tìm mãi mà vẫn không được ạ. À? Người đàn ông liền thắc mắc. Hóa ra cô bé là sinh viên, nhưng đã tốt nghiệp ngành gì, sao không xin ở ngoài đấy mà vào tận trong này một thân một mình thế dạ cháu là sinh viên ngành sư phạm loại giỏi mong muốn vào đây một phần vì thích trải nghiệm cuộc sống xa nhà một phần vì có thể hy vọng tìm được một trường nào đó có mức lương kha khá để phụ giúp bố mẹ chứ ở quê nhà khổ lắm chú ạ à. nghe qua hoàn cảnh cũng như ước mơ của một cô sinh viên trẻ người đàn ông bỗng mỉm cười gật gù đáp không ngờ một người trẻ tuổi như cô bé đây lại có suy nghĩ chín chắn như thế. Thôi thì gặp em hôm nay âu cũng là một cái duyên. Xin giới thiệu tôi tên là Nguyễn Minh Khải, 35 tuổi, cũng chưa già đến nỗi phải gọi tôi bằng chú đâu nghe. Tôi có một dãy trọ đang cho thuê, hiện nay vẫn còn trống một phòng, lát nữa tôi sẽ chở em sang đó xem. Còn về việc làm thì trùng hợp tôi cũng là một giáo viên dạy bộ môn tiếng Anh cho trường Đại học Văn Lang nên cũng có quen biết chút đỉnh em cứ đưa hồ sơ xin việc rồi tôi sẽ trình lên cho hiệu trưởng xem sao. Thúy Hằng vui mừng hớn hở đến nỗi, quên luôn cả việc bản thân đang bị đau chân. Có thiệt không chú? À cháu quên, anh, nhưng mà tiền trọ hàng tháng có đắt lắm không chú? À anh, tôi không đủ tiền để thuê nếu giá cao. Cẩn thận cái chân đau kìa, em cứ yên tâm tôi chỉ lấy em với giá 700.000 đồng một tháng, bằng phân nửa của người ta thôi còn điện nước thì tính riêng với em giá phòng như vậy có cao lắm không thúy hằng mỉm cười đáp sợ không ạ à? giá như vậy là quá ok rồi nhưng anh làm vậy tôi ngại lắm em không cần phải cảm thấy ái ngại cứ xem như đây là hành động xin lỗi và đền bù vì đã vô tình đục chúng em ngày hôm nay phải rồi em vẫn chưa cho biết tên tôi tên là thúy hằng cũng may bị thương cái chân mà tìm được chỗ ở biết đâu có thể thuận lợi xin được việc làm thì sao thành thật cảm ơn anh rất nhiều không có gì đâu em không cần khách sáo chẳng qua là những việc đó trùng hợp nằm trong khả năng của tôi mà thôi bây giờ em thấy trong người như thế nào rồi chân bớt đau chưa có cần bác sĩ kiểm tra lại lần nữa cho chắc hơn không dạ không cần đâu chân tôi giảm đau nhiều rồi thành thật cảm ơn anh khải một tháng sau Nhờ vào sự giúp đỡ của người đàn ông tên Khải, Thúy Hằng đã may mắn có được chỗ ở và thuận lợi xin được vào trường Đại học Văn Lang giảng dạy, đồng thời trở thành đồng nghiệp với anh. Cầm số tiền kiếm được bởi tháng lương đầu tiên trên tay, Thúy Hằng xúc động, một nửa dùng để gửi về quê, còn một ít dùng để đóng tiền trọ cũng như đi mua một chiếc xe đạp để có phương tiện thuận lợi hơn cho mỗi lần đi dạy. Một hôm, sau khi kết thúc tiết dạy ở trường thúy hằng vừa định tìm gặp thầy khải để gửi trả số tiền trọ tháng qua nhưng khi xem lịch lại thì mới biết rằng anh ấy không có giờ lên lớp nên đành cất công chạy qua nhà một chuyến minh khải đang sống một mình cùng với cô con gái nhỏ chỉ mới vài tháng tuổi hàng ngày mỗi lúc đến trường anh đều đem con gái gửi về cho ba mẹ vợ trông giùm đến khi ra về thì lại chạy qua đón một mình gà trống nuôi con mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ từ bảo mẫu đang loay hoài pha sữa cho con thì nghe thấy tiếng gọi anh khải ơi có nhà không anh khải ơi minh khải nhanh chóng bỏ bình sữa xuống rồi lật đật chạy ra ủa hằng sao biết nhà anh mà tìm đến vậy thúy hằng mỉm cười đáp thì em hỏi anh chị đồng nghiệp trong trường nhìn thấy em hình như anh không hoan nghênh lắm không phải đâu, em đừng có hiểu lầm. Chẳng qua là anh chỉ hơi cảm thấy ngạc nhiên một chút. Quên nữa, em vào nhà đi." Dạ." Vừa bước vào thì bỗng dưng từ trong nhà lại phát ra tiếng khóc của trẻ con. Nghe thấy Thúy Hằng bèn thắc mắc. "Sao lại có tiếng con nít khóc ở đây? Anh đang sống cùng gia đình hay sao? Vậy đó là cháu anh phải không?" "Không, anh ở một mình. Còn em, hôm nay sang đây tìm anh có chuyện gì không?" Em uống nước ngồi chờ anh cho con bé bú sữa rồi mình nói chuyện nghe. Dạ anh Khải làm đi, em ngồi chờ được mà. Chứng kiến sự quan tâm chăm sóc, những cử chỉ dỗ dành, cách anh ân cần tỉ mỉ đút sữa cho con, làm Thúy Hằng không khỏi bất ngờ. Đang ngồi chờ bên bàn thì đột nhiên cô bé ọc sữa, nhìn thấy Minh Khải luính quính cô cũng liền chạy lại giúp đỡ một tay. Anh mò bế con nhỏ lên rồi vỗ lưng bé, khăn để đâu em đi lấy giúp cho. Ở trong cái rổ tự đồ phía trên nhà, em chạy lên lấy giúp dùm anh. Thúy Hằng nhanh chân lên, trong lúc lai hoài tìm chỗ để chiếc khăn, thì vô tình khung ảnh một người phụ nữ đặt trên chiếc bàn thờ. Ngay lập tức đập vào mắt cô tò mò. Thúy Hằng đứng lại xem thì mới chợt nhớ ra chuyện cần làm, nên đã vội chạy đi tìm. Cũng may là đã tìm thấy rồi đem xuống nhà. Đây nè anh, em tìm mãi mới thấy anh dọn dẹp đi còn việc thay đổi cho bé để em giúp anh tính ra thì em cũng có ít kinh nghiệm chăm sóc trẻ con không hiểu sao lúc đó lại không chịu học sư phạm mầm non cơ chứ vậy làm phiền hằng à? lau dọn anh chỗ này một tí thúy hằng ẵm đứa bé trên tay nhìn thấy sự bụ bẫm đáng yêu của con trong lòng giáo viên trẻ bỗng nảy sinh cảm tình con bé ngủ rồi hả em thật ngại quá có gì đâu anh, con bé dễ thương đáng yêu như thế này. Ai mà không thích cơ chứ? Ủa, nhưng mà anh để con bé ngủ võng hay sao? Ừ, ban ngày anh cho bé ngủ võng quen rồi. Đến lúc tối mới bế vào trong phòng. Thôi, em đặt bé dâu xuống đi, rồi mình ra băng ghế phía trước ngồi cho mát. Dạ, trông con bé ngủ giống anh y đúc. Em uống nước đi, hôm nay có chuyện gì mà sang tận nhà tìm anh vậy? dạ xém chút em quên mất mục đích sang đây chủ yếu là để đưa số tiền trọ tháng rồi cho anh em định gặp ở trường sẵn tiện gửi luôn nhưng mà anh không có giờ lên lớp nên đạp xe qua luôn trời ơi đâu có bao nhiêu em cứ để đó khi nào gặp thì đưa anh cũng được thiệt tình hôm nay để em chứng kiến cảnh gà chống nuôi con đã vậy còn làm phiền em nữa anh ngại quá anh khải nói vậy là bé dâu chính là con gái của anh. Vậy mẹ cháu bé đâu? Còn cả cái hình thờ trên phòng là ai? Vậy là khi nãy em đã nhìn thấy rồi đúng không? Xin lỗi anh, tại vì lúc đi tìm cái khăn em mới vô tình thấy. Không phải em tò mò nhiều chuyện mà do em cảm thấy hơi thắc mắc một tí về người phụ nữ đó. Cô ấy có quan hệ gì với anh? Nhắc đến đây, Minh Khải bỗng trở nên u sầu buồn bã im lặng trầm tư một hồi lâu rồi với chịu thổ lộ. Không giấu gì em, thật ra anh đã lập gia đình được 2 năm, thì vợ anh có mang. Những tưởng rằng mái ấm nhỏ này sẽ vô cùng hạnh phúc khi chuẩn bị chào đón một thiên thần nhỏ chào đời. Nhưng ông trời thật quá bất công, trong khi niềm vui chưa được trọn vẹn. Thì vợ anh, cô ấy đã qua đời vì sinh khó, để lại anh một mình nuôi dạy bé dâu. Vừa mới chào đời, con bé đã thiếu thốn tình thương của mẹ. Mỗi lúc nhìn con, lòng anh lại càng đau nhói. Xin lỗi anh Khải, chỉ vì sự tò mò của em đã vô tình chạm đến nỗi đau trong lòng anh. Không ngờ anh đã trải qua một cú sốc quá lớn như thế. Vậy ông bà ngoại của bé đâu đâu mà anh phải một mình chăm con? Ba mẹ vợ anh cũng ở gần đây. Hai ông bà tuổi đã cao, anh không muốn làm phiền họ, ngoại trừ những lúc đến trường thì anh mới gửi con bé qua nhà ngoại, nhờ dì út trông giùm, ra về thì lại chạy sang đón. Tuy có hơi vất vả một tí, nhưng mỗi khi được nhìn thấy con cười là tự nhiên những sự mệt mỏi và muộn phiền trong lòng anh cũng biến mất. Thế tại sao anh lại không thuê bảo mẫu? Dù sao thì người ta cũng có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc chăm sóc trẻ con. Huống chi bé Dâu chỉ mới vài tháng tuổi, còn anh lại là đàn ông, tay chân vụng về. Đã vậy còn phải bận đi làm thì sao có thể chăm bé tốt được? Minh Khải thở dài đáp. Tuy vậy nhưng anh không an tâm khi sao con lại cho người khác. Cảnh gái chống nuôi con mặc dù có hơi vất vả, nhưng anh sẽ cố gắng dùng hết tình thương yêu của ba lẫn mẹ để nuôi dạy bé dâu nên người. Thúy Hằng bỗng dưng nghẹn ngào xúc động sau khi hiểu được nỗi khổ tâm cũng như sự vất vả cực khổ nuôi con một mình của Minh Khải trong lòng cô bấy giờ lại dâng lên một niềm cảm xúc khó tả. Thôi, mình đừng nhắc đến chuyện không vui này nữa. Vừa rồi bế bé, bé dâu trên tay, nhìn thấy con bé cười trông đáng yêu vô cùng. Tính ra anh Khải ngoài việc dạy giỏi thì chăm con cũng rất là khéo. Bằng chứng là bé dâu trộm vía rất là bụ bẫm trắng trèo. Cảm ơn Thúy Hằng đã quá khen. Anh đàn ông chăm con sao có thể so bì lại những người phụ nữ khiến em cười rồi. Mãi lo nói chuyện nãy giờ Nước tan hết rồi em uống đi Dạ em cảm ơn anh Chỉ lo nhiều chuyện một tí nữa là quên luôn mục đích đến đây rồi Số tiền nhà của tháng rồi này Em gửi anh Cảm ơn anh Khải đã giúp đỡ Nhờ anh mà em mới có được chỗ ở Và xin được công việc đúng như nguyện vọng Từ đây về sau tiền phòng Em sẽ đóng cho anh bằng với những anh chị khác Bây giờ em đi làm có tiền lương rồi lúc đầu không biết thì thôi nhưng bây giờ anh còn có cả bé dâu tiền tã sữa rồi đủ thứ phải chi tiêu nhận thấy sự khách sáo của thúy hằng sau khi biết được câu chuyện về cuộc đời mình làm cho minh khải bắt đầu cảm thấy lo lắng và ái ngại cho mối quan hệ của cả hai thôi em cứ lấy số tiền đó gửi về quê đi với số tiền lương hàng tháng anh đủ sức lo cho bé dâu còn chưa tính số tiền anh cho thuê mướn trọ hàng tháng Em mà làm vậy anh cảm thấy buồn đó. Thôi, anh đã giúp em nhiều rồi. Giờ em đã ổn nên anh cứ nhận đi. Thôi, không nói chuyện này nữa. Để anh vào xem bé dâu thích chưa. Dạ, vậy thôi em cũng xin phép anh em về. Hôm nào rảnh em lại sang đây thăm bé dâu. Dứt lời Thúy Hằng lập tức đứng lên rồi vội vã bước ra ngoài. Trước lúc ra về cô nàng vẫn không quên đựng nịu đôi má phúng phính của cô bé. Không biết là em nên xưng hô với bé sâu là chị hay là cô nữa. Thôi lỡ kêu ba bé là anh rồi thì gọi cô luôn đi. Cô về nghe dâu. Vài hôm cô lại sang đây chơi với con nghe. Minh Khải bật cười khi nghe những lời vừa rồi của Thúy Hằng. Để anh tiễn em. Ngày mai gặp lại. Mai anh có giờ lên lớp. Dạ thôi anh vào nhà đi. Để con bé thức giấc không thấy ai thì lại khóc nữa. Tạm biệt anh Khải. Kể từ sau khi biết được nỗi khổ tâm vất vả của Minh Khải, Thúy Hằng dần cảm thấy thương cảm cho số phận gà chống nuôi con của anh, nên cũng thường xuyên qua lại chăm sóc cho bé dâu. Sau một thời gian gần gũi, Thúy Hằng chợt nhận ra trong lòng cô dường như đã dành một sự quan tâm đặc biệt cho hai ba con Minh Khải mà không hề nghĩ rằng tình cảm ấy lại chính là tình yêu. Không riêng gì cô ngay cả người ba một con này cũng đã sớm đem lòng yêu thương cô giáo trẻ, nhưng vì còn e ngại hoàn cảnh gia đình nên vẫn còn lưỡng lự chưa đủ dũng khí để bày tỏ. Một hôm đúng lúc không có tiết dạy ở trường, Thúy Hằng lật đật đạp xe ra chợ mua ít đồ về phòng nấu ăn thì chợt nhớ đến hai ba con Minh Khải đang ở nhà. Không biết giờ này anh Khải đã nấu cơm chưa, hay là mãi lo chăm con rồi để bụng đói vừa rồi mua đồ ăn cũng nhiều dù sao thì lát nữa cũng có chút việc cần nhờ đến anh thôi sẵn mình nấu chín rồi hãng mang sang cho anh ấy một ít một lúc sau anh khải ơi em hằng nè nghe tiếng gọi minh khải liền chạy ra hằng mới qua hả em chắc là bé dâu biết có cô hằng sang thăm hay sao mà hôm nay ngủ ít hơn mọi khi vậy là con bé thức rồi hả anh ừ đang nằm chơi một mình bên trong em vào nhà đi, đưa xe anh dẫn vô cho. Vừa bước vào nhìn thấy cảnh bé dâu một mình vui đùa trên chiếc giường. Trong lòng Thúy Hằng bỗng xót xa tội nghiệp. Khi con nhỏ sớm chịu cảnh thiếu thốn tình thương của mẹ, từ lúc vừa mới lọt lòng nên bèn tiến lại. Dâu ơi, cô Hằng qua thăm con này. Lại đây cô Hằng bế nha. Ba con bỏ nằm lăn lóc một mình vậy đó hả? Thương quá đi à? Bỗng dừng lúc này từ phía dưới nhà Thúy Hằng ngửi được mùi khét nên liền hét lên. Anh Khải ơi, anh có đang nấu gì dưới bếp không? Sao mà nó hôi quá này? Nghe vậy Minh Khải vội vã chạy vào thì hốt hoảng. Trên nhà không yên tâm, Thúy Hằng cũng lật đật xuống xem thì thấy nồi cá kho đã bị cháy khét đen. Thôi, cá khét hết rồi anh bỏ đi, chứ sao mà ăn được. Cũng may biết thế nào anh cũng chưa làm đồ ăn, nên lúc qua em có mang cho anh một ít đồ ăn em vừa mới nấu chín, em để trên bàn anh lấy ra ăn đi minh khải ngượng ngùng mắc cỡ trước mặt người thương bởi sự vụng về của mình em sang đây thăm bé dâu là anh vui rồi đã vậy còn mang cả đồ ăn nữa thật tình anh ngại quá hai ba con anh thời gian qua làm phiền đến em nhiều lắm rồi cảm ơn em nghe hằng thúy hằng mỉm cười đáp dạ không có gì đâu chuyện em nên làm mà xem như là em trả ơn cho anh đã giúp đỡ em khi em mới chập chững bước chân vào Sài Gòn. Với lại bé dâu vô cùng đáng yêu, vì thế em đã xem con bé như con gái của mình rồi. Anh Khải đừng có khách sáo. Những câu nói vừa rồi của Thúy Hằng dường như đã làm cho trái tim của Minh Khải bị tan chảy. Trong lòng anh lúc bấy giờ vui mừng khôn xiết vì nhận thấy tình cảm mà Thúy Hằng dành cho con mình là thật. Nhân lúc này anh liền nảy ra ý nghĩ, mượn sự đùa giỡn để nói ra ước nguyện của mình dâu ơi con có vui không sắp tới đây con lại có thêm người mẹ trẻ tuổi yêu thương rồi nhưng đó chỉ là ý nghĩ của cô hằng mà thôi giá cô đồng ý làm mẹ của con thật thì vui biết mấy dâu he lời nói tưởng đùa nhưng thật của minh khải đã làm cho thúy hằng ngượng ngùng đỏ mặt này sao anh lại nói đùa trước mặt con bé còn nít thấy vậy mà hay lắm anh hứa cho nó cái gì mà không có là coi như đêm đó khỏi ngủ với nó luôn rủi mai mốt bé dâu đòi em làm mẹ rồi lúc đó em ế chồng là bắt đền anh đó nghe thì anh cưới em mà sợ em chê anh lớn tuổi mà còn có con riêng không xứng với cô giáo trẻ như em anh Khải lại trêu em nữa rồi thôi anh ăn cơm đi lúc đồ ăn còn nóng thì ngon hơn đó tới bé dâu còn biết chuyện nữa nè nó không cho phép ba bắt nạt cô Hằng đâu đó ôi nín đi con cô thương anh đùa tí cho vui đó mà Chắc con bé khát sữa rồi Em cho bé bú dùm anh nghe Sữa anh đã pha sẵn để trên bàn rồi đó Dạ để em làm cho Anh ăn cơm đi Kẻo đồ ăn nguội lạnh thì không ngon Một tháng sau Sự gần gũi thân thiết giữa Thúy Hằng và hai ba con Minh Khải Vô tình đã bị một nữ đồng nghiệp tên Hồng nhìn thấy Vì ganh ghét nên cô ta đã đem chuyện này làm chủ đề bàn tán khắp trường khiến cho ai nấy cũng đều hiểu lầm. Hôm nay đúng lúc Thúy Hằng cũng có tiết dạy ở trường, vừa xuống lớp thì đã nghe mọi người chỉ trỏ xì xầm to nhỏ về cô. Thì ra bé Hằng vào được đây dạy đều nhờ vào anh Khải giúp. Không ngờ cả hai đang lén lút qua lại với nhau. Chẳng lẽ con bé không biết anh Khải đã có một đời vợ và một cô con gái? Đã vậy hai người còn khá chênh lệch về tuổi tác, không hiểu sao bé Hằng lại có thể chấp nhận Thôi bà ơi, biết đâu người ta thấy anh Khải có tiền nên muốn nhảy vào định làm mẹ kế thì sao? Nghe được những lời đàm tiếu không hay về mối quan hệ giữa mình và Minh Khải, Thúy Hằng thà rằng một mình chấp nhận để mọi người hiểu lầm, chứ không muốn so đo giải thích. Ngược lại vì muốn bảo vệ người thương trước sự hiểu lầm của mọi người, Minh Khải đã giúp cô ra mặt. Mấy cô không lo làm việc của mình, mà ngồi đây bàn tán chuyện người khác. Hai người biết gì về quan hệ giữa tôi và Thúy Hằng mà nói như đúng rồi. Cho dù có thật là như vậy thì cũng không có gì sai pháp luật hết. Chúng tôi trai chưa vợ, gái chưa chồng, nếu có yêu nhau thì đương nhiên không ai được quyền cấm đoán. Không chấp nhận thái độ phản ứng thái quá của Minh Khải, cô Hồng bỗng dưng lên tiếng. Nhưng anh có biết rằng hai người là không xứng lứa vừa đôi. Anh hơn cô Hằng gần bằng một con giáp, chắc gì cô ta yêu anh thật lòng? em suy nghĩ như vậy là sai rồi hồng à em chưa từng nghe qua tình yêu không phân biệt tuổi tác hay sao đứng kế bên thúy hằng không muốn chứng kiến cảnh mọi người cãi nhau vì mình nên liền lên tiếng khuyên ngăn thôi đi anh khải chị hồng mọi người đừng tranh cãi nữa ở đây là trường học em không muốn chỉ vì chuyện riêng cá nhân mà làm ảnh hưởng đến tình đồng nghiệp cũng như công việc giảng dạy dứt lời thúy hằng vội vã sách cặp ra về thấy vậy minh khải cũng bèn đuổi theo hàng này phía trước có băng ghế đá hay là anh với em lại đó ngồi nói chuyện một lát nghe dạ anh khải cũng ngồi đi chuyện vừa rồi quả thật xin lỗi anh tại em mà khiến anh phải bị hiểu lầm không đâu lẽ ra anh mới là người nên nói câu xin lỗi hai ba con anh đã làm liên lụy đến em rồi em cũng đừng có để bụng những lời nói vừa rồi của hồng nghe cô ấy không hiểu sự tình bên trong như thế nào nên mới hiểu lầm như thế thúy hằng mỉm cười đáp dạ không sao đâu em hiểu mà nhìn anh khải vừa rồi rất có khí chất của một người đàn ông nghe được lời khen minh khải vội mừng trong dạ nhân lúc này anh bèn lấy hết can đảm thử một lần thổ lộ tình cảm với nàng hàng này anh có chuyện này muốn nói với em nhưng mà sự ngập ngừng của anh khiến thúy hằng bỗng dừng thắc mắc có chuyện gì anh Khải nói đi Em đang nghe này Không lẽ bé dâu bị bệnh gì hay sao anh Không bé dâu anh đã gửi về bên ngoại rồi Chuyện là Nếu như những lời nói của anh vừa rồi là sự thật thì sao Em có chê anh già không xứng đáng với em Như lời Thu Hồng đã nói hay không Sao tự dưng anh lại hỏi em như thế Có phải là anh sợ em buồn Nên mới nói vậy để trêu ghẹo em đúng không Em hãy nhìn vào mặt anh xem Có giống đang đùa giỡn không thật sự thời gian qua được gần gũi tiếp xúc với em những lúc được ăn đồ em nấu rồi nhìn em vui đùa cùng bé dâu trong lòng anh vui sướng biết nhường nào từ lâu anh đã rất hy vọng một ngày nào đó có thể cưới được em làm vợ chúng ta cùng nhau xây dựng một mái nhà hạnh phúc bé dâu cũng sẽ có được tình yêu thương thật sự của một người mẹ nhưng anh sợ rằng bản thân đã quá ảo tưởng và ích kỷ trong khi em thì còn đang tuổi thanh xuân còn anh thì đã qua một đời vợ và đang gà trống nuôi con một mình anh biết mình không xứng đáng với em nhưng em biết không nỗi niềm này anh đã chất chứa bấy lâu nay không dám bày tỏ mãi cho đến ngày hôm nay xảy ra sự hiểu lầm vừa rồi mới dám lấy hết can đảm thổ lộ lòng mình để em được tỏ sau khi nghe qua những lời tỏ tình từ minh khải ngay lúc này đây thúy hằng sửng sốt không dám tin vào tai mình nữa sắc mặt cũng trở nên đỏ bừng vì ngượng nghịu. Đứng hình một lúc lâu cô nàng mới kịp định thần, nhưng lời nói vẫn còn ấp úng. Anh Khải, em... Thúy Hằng vì quá bất ngờ trước lời tỏ tình đột ngột của Minh Khải, sau đó vẫn còn lúng túng. Không ngờ chỉ vì điều này đã vô tình làm cho người đàn ông một con, phải buồn lòng và hiểu lầm cô giáo trẻ. Em im lặng như thế thì anh cũng hiểu đáp án rồi, anh thành thật xin lỗi vì sự đường đột của mình đã khiến em hoảng sợ anh biết với hoàn cảnh hiện tại thì không thể nào đòi hỏi tình yêu ở nơi em bởi đối với em phía trước là cả một bầu trời thanh xuân thì hà cớ gì phải bắt em từ bỏ để chấp nhận bên cạnh người bố một con như anh không phải vậy em không có ý đó thôi anh hiểu mà anh không buồn em đâu em cũng đừng vì chuyện này mà tránh mặt hai ba con anh cứ xem như anh chưa nói chuyện này và giữa hai chúng ta vẫn giữ mối tình anh em đồng nghiệp thân thiết. Còn bây giờ anh phải đi đón bé dâu rồi. Anh về trước ngay hằng. Tạm biệt em. Dứt lời Minh Khải lập tức đứng lên rồi vội vã tiến lại dẫn xe ra về. Anh Khải, em vẫn còn chưa trả lời mà. Mặc dù đã cố gắng dùng hết sức để gọi Nhưng Minh Khải vẫn không nghe thấy Vì vậy Thúy Hằng cũng đứng lên rồi đạp xe ra về ngay sau đó vài hôm sau nghĩ là tỏ tình thất bại minh khải bắt đầu cảm thấy ngại ngùng mỗi khi đối diện với thúy hằng nên đã chọn cách né tránh điều này vô tình khiến cho cô nàng cảm thấy lo lắng khó chịu nên đã quyết định tìm đến nhà anh khải ơi em hằng nè mở cửa giúp em với gọi mãi mà không thấy ai trả lời Cùng lúc này, Thúy Hằng nghe thấy tiếng khóc nức nở của bé dâu. "Ủa, anh Khải đâu mà để con bé khóc lớn thế này? Không được, mình phải tìm cách vào nhà xem mới được." Nóng ruột vì tiếng khóc càng lúc càng lớn, không chờ được nữa, Thúy Hằng đành phải đánh liều một mình trèo qua hàng rào. Sau một lúc vật vã thì cũng thành công vào được trong nhà. Không suy nghĩ nhiều, cô liền chạy một mạch vào nhà bế cô bé lên trong khi chiếc xe đạp còn để ngoài cổng. Ôi nín nha, cô Hằng thương, ba con đi đâu mà bỏ con một mình thế này, để cô Hằng xem. Ôi, tã ướt hết rồi, biểu sao con không khóc to đến thế, thôi ngoan nào cô Hằng thay tã cho dâu nghe. Cùng lúc này Minh Khải vừa về đến nhà thì khá bất ngờ khi nhìn thấy chiếc xe đạp của Thúy Hằng ngoài cổng nên đã dắt vào giúp cô. Em qua đây từ lúc nào? sao lại để xe ngoài cổng anh nhớ là mình đã khóa trái lại rồi mà thế em vào đây bằng cách nào anh về rồi hả vừa rồi anh đã đi đâu mà lại dám bỏ bé dâu ở nhà một mình con bé khóc quá trời em đứng bên ngoài kêu mãi thì lại không thấy anh trả lời sốt ruột quá em mới leo rào vào đây luôn anh chạy ra chợ mua ít đồ nhưng trước lúc đi con bé đã ngủ rồi cơ mà em nghe tiếng con bé khóc nên vội chạy vào xem thì ra là miếng tã lót đã bị ướt. thấy vậy em mới thay cái khác rồi để lại lên võng hát du mới chịu ngủ. Cảm ơn em. Thôi, con bé cũng ngủ rồi. Em ra phía trước ngồi đi. Anh xuống sau dẹp đồ rồi lấy nước cho em uống. Dứt lời Minh Khải cầm túi đồ ăn đã mua đi xuống bếp bảo vào tủ lạnh rồi tiếp tục rót nước đem trở lên mời khách. Em uống nước đi. Hôm nay sang tìm anh chắc hẳn không chỉ vì muốn thăm bé dâu đúng không? mấy ngày nay sao anh lại tránh mặt em không lẽ chỉ vì chuyện hôm ấy thôi sao anh anh đâu có né tránh em tại vì anh bận công việc và chăm sóc cho bé dâu nên không có thời gian lên trường anh đừng đem con bé ra làm cái cỡ nữa anh đã thật sự hiểu lầm em rồi anh xin lỗi chuyện hôm đó anh đã quên rồi vì vậy em cũng đừng có ngại ngày hôm đó không phải em muốn từ chối anh mà do bản thân em quá bất ngờ. Trước lời tỏ tình của anh nên mới chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Em nghĩ không chỉ riêng em mà bất kỳ cô gái nào trong hoàn cảnh đó cũng đều giống như em. Anh biết là do bản thân anh nên không thể trách em được. Bởi em còn trẻ tuổi, tương lai còn ở phía trước thì làm sao có thể yêu một người đã quá vợ và có con cơ chứ? Không sao, anh hiểu mà. Anh Khải đừng vội bi oan trong khi anh vẫn còn chưa nghe câu trả lời của em. Ý em là em đã nói lời từ chối anh chưa? Như em đã nói vừa rồi là lúc đó em chưa chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ thì em đã sẵn sàng để nghe anh bày tỏ rồi này. Anh Khải có thể nào vì em lặp lại những lời đó một lần nữa không? Những lời gợi mở của Thúy Hằng đã làm cho Minh Khải vui mừng hớn hở, nhưng rồi chợt sững lại vì sợ mình đã nghe nhầm nên cố tình xác nhận lại một lần nữa. Em vừa nói gì, đó là sự thật hay do anh đã nghe nhầm vậy Hằng? Thúy Hằng mỉm cười e thẹn đáp. Thì em muốn được anh tỏ tình lại một lần nữa. Không chần chừ, Minh Khải lập tức tiến lại gần nắm lấy tay Thúy Hằng, ánh mắt chiều mến nhìn cô rồi nhẹ giọng. Anh biết tuổi tác và hoàn cảnh của mình không xứng đáng với một cô bé vừa mới chập chững bước vào đời như em. Nhưng một khi đã lỡ xa vào lưới tình rồi thì làm sao dứt bỏ được hả em? Anh định sẽ chôn giấu nỗi lòng này vào trong con tim anh. Không cho phép điều đó. Thúy Hằng, em có bằng lòng lấy một người lớn tuổi hơn mình làm chồng và xem con của anh là con mình không? Em có chấp nhận cùng anh đối mặt với những khó khăn phía trước và cùng nhau xây dựng một mái nhà hạnh phúc không em? Thủy Hằng nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình vào lòng bàn tay Minh Khải. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào anh rơi nở một nụ cười hạnh phúc. Em biết sau khi em nói hai từ đồng ý, cũng đồng nghĩa với việc từ đây chúng ta sẽ phải đối mặt với không ít những lời thị phi bên ngoài, nhưng vì anh và bé dâu, em sẽ chấp nhận tất cả. Anh cảm ơn em. Lúc này đây anh không thể nào diễn tả hết cảm xúc trong lòng mình cho em hiểu, nhưng em hãy luôn nhớ rằng cho dù ngoài kia mọi người có đàm tiếu hay nói những lời không hay, thì anh vẫn luôn bên cạnh em. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy bé dâu nên người em nhé. Dạ, con thức rồi kìa anh. Từ khi công khai chuyện tình cảm, Thúy Hằng luôn phải đối mặt với những lời xì sầm bàn tán của mọi người. Nhưng tất cả đều không làm ảnh hưởng đến cả hai. Một hôm sự việc này tình cờ đã chuyển đến tai gia đình bên ngoại và cũng là ba mẹ vợ của Minh Khải. Hai tin con rể chuẩn bị kết hôn với một cô gái trẻ tuổi hơn rất nhiều. Bà Liên và cô con gái út của bà Kim Thoa đã tức giận và ra sức phản đối, không chấp nhận khi cháu ngoại sắp có mẹ kế nên liền quay sang cô con gái. Mày gọi điện cho thằng Khải, kêu nó ẵm bé dâu chạy sang đây liền, mẹ có chuyện cần nói. Dạ, để con gọi liền minh khải lúc này đang cùng với thúy hằng vui đùa với con gái thì nhận được cuộc gọi từ cô em vợ thấy vậy anh liền nhấc máy alo anh nghe này thoa anh đang ở nhà hay là ở trường anh đang ở nhà có chi không em vậy thì anh bế con dâu về nhà gấp mẹ có chuyện cần hỏi rõ anh nghe vậy minh khải liền đảo mắt nhìn sang cô người yêu bên cạnh ngay bây giờ luôn hả em sao lại gấp như thế Em cũng không biết nữa mà thôi Anh qua lại đi nghe Mẹ đang chờ đó em cúp máy à Khoan đã thoa alo Lại cúp máy ngang nữa rồi Thiệt tình Nhận thấy sự khó chịu hiện lên Trên gương mặt người yêu Thúy Hằng bèn thắc mắc Có chuyện gì sao anh Minh Khải nhẹ giọng đáp Mẹ vợ anh Bảo bế bé, bé dâu về bên nhà gấp Không biết lại có chuyện gì nữa đây thế anh đi đi biết đâu có việc gì quan trọng thì sao để em chuẩn bị thay tã rồi soạn đồ cho con nhưng còn em thì sao em không sao hai ba con đi về ngoại chơi biết đâu lâu ngày không gặp bà nhớ cháu thì sao lát nữa em còn phải đi vào thư viện kiếm thêm một ít sách để trau dồi thêm kiến thức vậy cũng được đúng lúc thư viện cũng tiện đường về nhà ngoại dâu hay là anh đưa em đến đó rồi chiều về ghé rước em luôn không muốn làm phiền người yêu nên thúy hằng đã khéo từ chối dạ thôi hai ba con cứ ở chơi lâu ngày mới về thăm ngoại em vào một lát rồi đạp xe về cho tiện hay là chúng ta cùng đi một lượt rồi em vào thư viện còn hai ba con anh thì về ngoại quyết định vậy đi dạ theo ý anh một lúc sau hai ba con minh khải đã có mặt bên nhà bà liên thưa mẹ con mới qua Thoa, em cũng về chơi nữa hả? Dạ, dâu lại đây dì út bé nào. Cả tuần nay không gặp dì út với bà ngoại nhớ con lắm rồi. Trộm vía nhìn bé dâu hôm nay bụ bẫm, đáng yêu hơn nhiều mẹ hen. Bà Liên sắc mặt không được vui, lời nói cũng trở nên sách mé khi vừa nhìn thấy con rể. Mẹ thì lại thấy khác, cháu ngoại của mẹ gầy gò xanh xao hơn trước. Còn chăm sóc con gái kiểu gì mà con nhỏ còn có một tí tẹo vậy Khải. Nhắm mà không lo được, thì đem về đây mẹ chăm, chứ đừng đem giao con cho người ngoài. Dù gì bà ngoại và dì út ruột già cũng sẽ tốt hơn người dưng không một chút máu mủ. Vừa nghe qua những lời nói khía cạnh của bà mẹ vợ, trong lòng Minh Khải đã sớm hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói đó, nhưng ngoài mặt vẫn cố tình làm sao vẻ vô tư, không biết chuyện gì. Mẹ nói vậy là sao? ai là người ngoài con không hiểu bà Liên chưa kịp trả lời thì cô em vợ đã liền giọt miệng thì cô người yêu kém tuổi của anh chứ ai hai người định chế giấu em với mẹ đến khi nào mọi người khắp trường rồi hàng xóm xung quanh đó ai mà chả biết cô ta hàng ngày thường xuyên tới lui nhà anh chứ có phải người em muốn đăng nhắc tới là Thúy Hằng đó hả hình như em và mẹ đã hiểu lầm cô ấy rồi thúy hằng rất tốt bụng lúc nào cũng yêu thương đối đãi chăm sóc cho bé dâu như con ruột của mình bà liên đến giờ vẫn chưa chấp nhận được sự thật là con gái đã qua đời vì vậy khi nghe những lời khen ngợi mà minh khải dành cho cô gái khác không phải là con mình nên đã lập tức nổi giận cái gì mà đối xử như con ruột trên đời này không có người mẹ kế nào thương yêu thật lòng đối đãi với con chồng hết cả còn không nghe qua câu Mấy đời bánh đúc có xương Mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng Hạ Khải Nếu như là người khác mẹ không nói Đằng này con bé đó là gái tơ Vẫn còn rất trẻ tuổi Còn con thì lại là trai Đã quá vợ Đã vậy còn có một đứa con gái Thử hỏi có ai mà ngu Đem hết thanh xuân của mình đi Để nuôi con người khác hay không Rồi người ngoài nhìn vào sẽ nói như thế nào cho dù hai đứa yêu nhau thật lòng đi chăng nữa thì chắc gì ba mẹ con bé đó đồng ý gả con gái của họ cho một người lớn tuổi và có con như con hãy suy nghĩ kỹ lại đi Khải à Mình Khải không ngờ lại nhận được sự phản đối dữ dội của bà mẹ vợ nhưng không vì thế mà khiến anh từ bỏ tình yêu của mình nhận thấy sự cứng rắn sẽ không giải quyết được chuyện gì vì vậy liền chuyển sang mềm mỏng rồi nhẹ giọng thuyết phục con hiểu những gì mẹ nghĩ là chỉ vì muốn tốt cho con nhưng mình phải nhìn về tương lai chỉ một mình con thì không thể nào chăm sóc tốt cho bé dâu được mẹ à con bé cần đến bàn tay của một người mẹ chăm sóc mỗi khi ốm đau vợ con phần số ngắn ngủi không may vì sinh khó qua đời để lại một mình gài chống nuôi con trong lòng con cũng đau lắm nhưng dù sao thời gian cũng trôi qua lâu rồi Giờ đây bé dâu cũng được Thúy Hằng chăm sóc. Mẹ thấy con bé trông mũm mĩm hơn nhiều đúng không? Những lời lẽ thuyết phục của Minh Khải dường như đã làm cho bà Liên xuôi lòng. Thì bỗng dùng kìm thoa con gái út của bà chợt sen vào. Chị hai em mất chưa được bao lâu thì anh đã vội đi kiếm mẹ kế cho cháu em rồi. Anh làm vậy không thấy hổ thẹn với chị hai hả anh? Cô gái đó chắc gì đã thật lòng yêu thương anh nhiều có khi lợi dụng trước mặt anh giả vờ yêu thương sâu, nhằm muốn được một bước lên mây làm bà chủ dãy trọ sau lưng, thì bắt nạt hành hạ cháu em thì ai mà biết được. Mình Khải tức giận đáp trả sau khi nghe qua những lời lẽ không tốt về người mình yêu. Em nói vậy mà nghe được hả thoa. Anh biết em thương chị hai mình, nhưng phần phước vợ anh tới đó thì phải chấp nhận đối diện với nó. Không lẽ suốt ngày phải đau buồn dầu dĩ với lại anh thì có cái gì để cho Thúy Hằng phải làm vậy? Cô ấy đã không chơi anh già cảnh vợ quá con côi, mà chấp nhận ở bên cạnh san sẻ việc nhà, giúp anh chăm sóc nuôi dạy con trẻ. Đáng lý mà nói hai ba con anh đã làm phiền người ta thì đúng hơn. Khải này, mẹ thấy con Thoa nói cũng phải, dù sao thì con gái mẹ mới mất đây, mồ còn chưa kịp xanh cỏ, mà con đã vội lấy vợ mới. Mẹ gẻ thì sao mà thương yêu con riêng của chồng. Mẹ không yên tâm giao cháu của mẹ lại cho người khác nuôi dạy. Nếu như còn cường quyết vẫn muốn cưới cô gái đó, thì bé dâu sẽ ở lại đây với mẹ. Dù gì thì dì út cũng sẽ thương cháu hơn người ngoài. Mặc dù đã dùng hết mọi cách để bà Liên và cô em vợ hiểu. Nhưng giữa anh và hai người giờ đây đã không đồng quan điểm, không cùng tiếng nói chung, nên chỉ đành im lặng bỏ ra về con không muốn bàn cãi về vấn đề này nữa. Giờ đây mọi người sẽ thấy được cái tốt của Thúy Hằng. Bé dâu lâu rồi chưa gặp bà ngoại, nên hôm nay con để con bé ở lại chơi. Chiều mai con sẽ sang đón bé. Mẹ và cô út trông cháu giúp con. Thưa mẹ con về, anh về nghe thoa. Dứt lời Minh Khải ngoảnh mặt quay người bỏ đi một nước. Khải, mẹ chưa nói xong mà, cái thằng này. Thôi, kệ anh ấy đi mẹ, Bây giờ mình phải lo cho bé dâu chứ mà sao con nhỏ cho cô ta chăm sóc. Con không yên tâm. Dâu ơi thương quá đi à, qua bà ngoại bế nghe con. Ngày hôm sau cả hai đều có tiết dạy ở trường. Vừa nhìn thấy Minh Khải, Thúy Hằng nhanh chân tiến lại. Hôm qua hai ba con về chơi với bà ngoại có vui không ai? Đáp lời người yêu bằng một thái độ gượng gạo. Cũng bình thường hả à em, chủ yếu là cho bé dâu về thăm bà, Vậy chắc con bé còn ở bên đó hả anh? Đúng rồi em, trưa nay em rảnh không? Anh với em cùng đi siêu thị mua sữa với ít đồ cho bé sâu được không em? Dạ vừa đúng lúc em cũng định đi mua đồ gửi về quê cho bố mẹ Vậy hẹn anh trưa nay Như lời hẹn sau khi hết giờ dậy Ông bố một con đứng chờ người yêu trước cổng trường Đến khi cô nàng ra thì cả hai Cùng đèo nhau trên chiếc xe gắn máy ngồi phía sau thúy hằng vẫn còn khá ngượng ngùng bấy giờ minh khải là người chủ động hơn vì anh đã trải qua một lần đỏ nên khá nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình yêu vì vậy đã mạnh dạn lấy tay cô người yêu ôm lấy phần hông của mình cả hai vừa đi vừa trò chuyện một lúc sau thì cũng đến được siêu thị vừa bước xuống xe minh khải đã sắt tay thúy hằng đi một mạch vào bên trong thì bỗng dưng dừng lại ngay quầy bán trang sức làm cho cô nàng có phần hơi ngạc nhiên nên bèn hỏi sao anh lại đưa em đến đây minh khải quay sang cô người yêu mỉm cười đáp em hãy giúp anh chọn một cặp nhẫn cưới ở đây mẫu nào cũng đẹp anh vốn không có mắt thẩm mỹ cho lắm em giúp anh phần này nhé thúy hằng đỏ mặt trước sự nhờ bà có mục đích của anh người yêu lớn tuổi Ý anh là sao em không hiểu Sao tự dưng lại chọn nhẫn cưới lúc này Anh có chuyện gì giấu em đúng không Anh mà không nói Là em đi về đó nghe Thúy Hằng quay đầu vừa định bỏ đi Thì Minh Khải liền níu tay lại Thôi được rồi Anh nói Chịu chưa Thật ra trước khi đưa em đến đây Anh đã suy nghĩ rất nhiều Anh biết hành động này có phần hơi ích kỷ với em Nhưng anh không chờ đợi được nữa Hằng à mình về chung một nhà em nhé." Trước lời cầu hôn quá đỗi bất ngờ của Minh Khải, đã làm cho Thúy Hằng càng thêm khó xử. "Em..." Với sự ngập ngừng ấp úng của Thúy Hằng, thì một nữ nhân viên bán hàng chợt lên tiếng. "Em bán hàng ở đây cũng đã lâu, nhưng cũng có rất ít người đàn ông nào ngọt ngào với bạn gái mình như thế này. Ngày hôm nay chị là người con gái hạnh phúc nhất." chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy đi chị. Nhân dịp bên em đang có chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng nào mua một cặp nhẫn cưới cao cấp PNG thì sẽ được miễn phí khắc tên, nếu mình muốn còn không thì sẽ đổi lấy một cặp ly uống nước đấy ạ. À. Đây, mẫu này đẹp này, anh chị xem thử đi. Mấy cô nhân viên ở đây còn cảm thấy ganh tị với em nữa kìa. Dù sao thì mình cũng đã tới đây rồi, chọn một cặp nghe em sau một lúc suy nghĩ cô giáo trẻ cũng gật đầu chấp nhận cùng anh người yêu hơn tuổi chọn nhẫn qua một lúc với sự nhiệt tình của nữ nhân viên bán hàng thì cuối cùng cả hai cũng chọn được một cặp nhẫn ưng ý rồi khắc tên đối phương vào đó cảm ơn em đã giúp anh chị nếu lần sau có muốn mua thêm gì thì anh chị sẽ đến quầy hàng bên mình để ủng hộ Trước lời cảm ơn của Minh Khải, cô nhân viên mỉm cười vui vẻ đáp. Dạ chúc mừng hai anh chị. Nhân đây em xin thay mặt toàn thể nhân viên quẩy trang sức PNG. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Cảm ơn em. Sau khi đã mua xong nhẫn cưới thì cả hai cùng nắm tay nhau, quẹo sang những gian hàng khác, mua ít quà gửi về quê cho ba mẹ Thúy Hằng, rồi mới ra về em còn muốn đi đâu nữa không dạ thôi anh đưa em về nhà trọ được rồi nếu vậy thì mình cùng về nhà anh nấu món gì đó xem như ăn mừng anh sắp có được vợ với lại cũng lâu rồi anh chưa được thưởng thức những món ngon do em nấu dạ thế cũng được ok bà xã bây giờ anh chở em về nhà trong lúc em nấu ăn thì anh sang nhà mẹ vợ đón bé dâu em thấy được không dạ ôm chặt anh vào anh tăng ga đã nghe hết một ngày vui vẻ bên mái nhà nhỏ tôi đến một mình trong căn phòng trọ nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên tay trong lòng thúy hằng vừa vui mừng nhưng cũng không tránh khỏi sự lo lắng ái ngại khi nghĩ đến bố mẹ ở quê nhà thì vừa hay ông sáng ở ngoài quê gọi lên dạ con nghe đây bố giọng nói ấm áp của một người đàn ông vang lên hằng hả con ở trong đó nhiều việc lắm phải không con mà sau dạo này ít liên lạc về cho bố mẹ ở nhà mẹ con bà ấy cứ nhắc hoài hễ mà nghe có điện thoại là bà ấy lại hỏi con hằng gọi phải không ông từ ngày con rời quê vào sài gòn cũng đã hơn nửa năm rồi chả trách mẹ con nhớ là phải thôi coi sắp xếp công việc về chơi vài hôm rồi hẵng vào làm lại nghe con thúy hằng xúc động rơm sớm, sớm nước mắt khi biết được nỗi lòng nhớ mong con gái của bố mẹ mình. Dạ con xin lỗi bố mẹ, con gái vì mải mê chạy theo lối sống nhộn nhịp nơi đô thành mà quên mất nơi quê nhà bố mẹ đang từng ngày ngóng trông. Con hứa sẽ sắp xếp thời gian về quê vài ngày. À phải rồi, có mẹ ở đó không bố? Mẹ con vừa mới ngủ rồi. Dạo gần đây ở ngoài này thời tiết lạnh giá vô cùng. Chính vì vậy mà chứng đau khớp của bà ấy lại bị tái phát. Khi nào con về nhớ phải mang theo áo khoác và mặc thêm nhiều áo vào để tránh bị sốc nhiệt nghe con. Dạ con biết rồi bố, bố mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Chiều hôm nay con có gửi về cho nhà mình một ít thức ăn với cả sữa và thuốc bổ cho bố mẹ. Chắc bao hôm nữa có, bố nhớ để ý điện thoại để nhận hàng nghe. Còn nữa chuyện mà con về quê, bố khoan hãy nói cho mẹ biết bởi vì con muốn làm cho mẹ bất ngờ. Bố biết rồi, thôi giờ này cũng muộn rồi, con nghỉ ngơi đi để mai còn có sức đi dạy học nữa. Con gái đừng có thức khuya quá không tốt cho sức khỏe, bố tắt máy đó nghe. Dạ bố ngủ ngon, tạm biệt bố. Kết thúc cuộc nói chuyện với ông Sáng, Thúy Hằng lại càng thêm lo lắng. Một phần vì nghĩ đến sức khỏe hai ông bà ở quê, một phần vì mối tình ngang trái với Minh Khải khiến cô cảm thấy đau đầu nhưng cũng đành tạm thời bỏ qua rồi vội tắt đèn đi ngủ. Nhiều ngày sau, nhận thấy công việc cũng đang dần ổn định, bấy giờ Thúy Hằng quyết định đến trường xin nghỉ phép và tìm người dạy thế vài hôm. Vô tình Minh Khải đi ngang phòng hiệu trưởng nên đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cả hai người. Thúy Hằng vừa bước ra lập tức đã bị kéo đi. Anh Khải bỏ tay em ra, có chuyện gì vậy anh? Mình Khải đùng đùng tức giận. Sao em lại giấu anh, việc em chuẩn bị về quê, chúng ta cũng sắp sửa về chung một nhà. Sau này ba mẹ em thì cũng sẽ là ba mẹ anh, vậy nên lần này anh sẽ cùng em về thưa chuyện với hai bác ngoài đó. Thúy Hằng ngập ngừng ấp úng. Em không phải đâu, anh hiểu lầm rồi. Em dự định sau khi được thầy hiệu trưởng cho phép thì mới đem chuyện này nói lại anh. Còn chuyện em về quê một mình, là tại vì anh còn có bé dâu, không thể nào bỏ con bé ở lại một mình được. Thì anh gửi về cho bà ngoại nhờ bà trông dùng vài hôm. Lần này em phải để anh gặp gỡ bố mẹ vợ tương lai để thưa chuyện chúng mình. Với lại trong quá trình đi thì anh có thể chăm sóc cho em. Em cho phép anh theo cùng chuyến này nghe em. Thúy Hằng siêu lòng trước sự nài nỉ của người yêu. Thôi được rồi, nhưng ngoài đó bây giờ lạnh lắm, anh nhớ mang theo áo ấm để tránh bị cảm lạnh. Anh biết rồi, để anh chuẩn bị, khi nào thì chúng ta xuất phát vậy em? Dạ, chắc là sáng ngày mốt. Vậy để anh chuẩn bị đồ đạc cho bé dâu. Dạ thôi, tới giờ em phải lên lớp rồi, lát gặp anh sau. Hai ngày sau, đúng như lời hẹn, 6 giờ sáng Thúy Hằng và Minh Khải, cả hai cùng nhau di chuyển ra bến xe đến sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục Ngồi đợi tầm 15 phút thì bắt đầu lên máy bay. Trong lúc chờ máy bay cất cánh, Minh Khải cảm thấy vô cùng hồi hộp và lo lắng. Nhận thấy sự căng thẳng trên gương mặt người yêu, Thúy Hằng liền quay sang mỉm cười. Anh làm sao thế? Không được khỏe chỗ nào, mà mặt anh căng thế. Có bị đau bụng hay không? Em có mang theo chai dầu để em sức cho anh? Không, anh vẫn bình thường. Chẳng qua là anh chỉ hơi căng thẳng một tí có điều này nói ra không sợ em cười. Đây là lần đầu tiên anh đi máy bay đấy. Chắc em ngạc nhiên lắm phải không? Anh cứ thả lỏng người đi. Lát nữa khi máy bay cất cánh thì anh cứ nhắm mắt lại ngủ một giấc. Dậy là đã tới nơi. Có em bên cạnh anh mà. Ban đầu có người mạnh miệng lắm. Nói trên đường đi anh sẽ chăm sóc cho em. Rồi bây giờ không biết ai chăm ai nữa. Trước sự trêu ghẹo của cô người yêu, Minh Khải thấy ngại ngùng, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp trả bằng sự lươn lẹo của mình. Thì cả hai cùng chăm qua chăm lại, em ngủ thì anh chăm em và ngược lại. Vậy nếu cả hai ngủ hết thì sao? Thì thôi. Thúy Hằng bật cười bởi sự cố tình trêu gẹo của anh chàng thầy giáo một con. Cùng lúc này bỗng la phát thanh quy định những điều cần thiết vang lên. Đề nghị quý hành khách hãy giữ trật tự tắt hết các thiết bị điện thoại và cài dây an toàn đúng quy định để máy bay chuẩn bị cất cánh. Ngay vậy cả hai cũng bắt đầu thực hiện theo. Sau hơn 2 giờ đồng hồ trôi qua thì cuối cùng chuyến bay cũng hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài Hà Nội. Con đường về nhà vẫn còn khá xa, vì vậy cả hai tiếp tục bắt xe taxi về Phú Thọ. Con đường dẫn lối vào nhà Thúy Hằng khá ngoằn ngoèo, quanh co. Qua nhiều khúc cua thì cuối cùng cũng về được đến nhà. Bấy giờ Minh Khải bắt đầu cảm thấy đuối mệt vì ngồi xe khá nhiều, nhưng vẫn cố gượng cười trước mặt người yêu. "Phía trước là nhà em đó, lần đầu đi xa như vậy anh có mệt không?" Minh Khải mỉm cười đáp, "Anh không sao, em đưa đồ đây anh cầm cho." "Ba mẹ ơi, con về rồi nè." Từ trong nhà hai vợ chồng ông sáng đang dùng bữa trưa thì bỗng nghe thấy tiếng gọi. Lúc này bà Hương mới quay sang chồng và nói, "Giọng ai sao giống con Hằng con gái mình quá vậy ông?" Ông sáng bình thản đáp lời vợ, "Chắc vậy rồi, tính ra thì giờ này cũng về đến nhà là đúng rồi." Bà Hương liền thắc mắc, "Ông nói vậy là sao, ai về?" Tiếng gọi càng lúc càng gần hơn. "Thì con Hằng về chơi, hai vợ chồng mình ra đón con nhanh đi bà." nói rồi ông sáng liền buông đũa lập tức đứng dậy rời khỏi bàn ăn bà hương thấy vậy cũng bèn chạy theo bố mẹ con gái về thăm hai người đây nhìn thấy thúy hằng bà hương bất ngờ con về sao không cho ba mẹ biết để ba mẹ đi đón con thúy hằng vội vàng chạy lại lao vào lòng bà hương con nhớ mẹ nhiều lắm thật ra con muốn làm cho mẹ bất ngờ chớ trước lúc lên máy bay con đã gọi điện báo cho bố trước rồi Thể ra, hai bố con thông đồng gạt mẹ, hèn chi vừa rồi ông ấy trả lời tỉnh bỡ. Ủa con cậu này là? Mãi lo nói chuyện với bố mẹ, xém chút nữa còn quên mất. Anh ấy tên là Minh Khải, đồng nghiệp và cũng là người yêu của con. Dạ, con chào hai bác. Biết được Minh Khải chính là người yêu của con gái, bà Hương có phần ái ngại bởi ngoại hình hơi đứng tuổi của anh so với Thúy Hằng. Chào cậu. Hai đứa quen nhau từ khi nào Cậu Khải đây chắc vẫn còn độc thân hả Mình Khải ngựa ngùng ấp úng Trước câu hỏi khó của mẹ vợ tương lai Dạ con và Thúy Hằng quen nhau Từ khi cô ấy vừa mới bước chân vào Sài Gòn Rồi chuyển sang yêu nhau Cũng được hơn 4 tháng rồi ạ Bà Hương gượng cười trước mặt khách Nhưng trong lòng thì lại cảm thấy không vui Tuy nhiên với sự thẳng thắn này của vợ, ông Sáng đột nhiên lên tiếng. Bà này, Cậu Khải đây chỉ vừa mới đến nhà mình chơi Bà hỏi vậy có kỳ lắm không Thôi hai đứa đi đường xa Chắc cũng đói và mệt rồi Sẵn bữa trưa Hằng đưa cậu Khải ra sau rửa mặt cho mát Rồi hai đứa và dùng cơm luôn một thể Bà coi lấy thêm chén đũa Cho hai đứa nó nghe Tôi biết rồi Anh để đồ đó đi Rồi một lát dẹp sau Còn bây giờ thì đi theo em này Minh Khải xón xén theo sau chân người yêu sau bữa ăn thúy hằng bắt đầu dọn dẹp căn phòng trống anh tạm thời nghỉ ngơi ở phòng này em biết buổi tối nhiệt độ ở đây rất lạnh hai ba ngày đầu anh sẽ hơi khó ngủ vì vậy em đã chuẩn bị cho anh chiếc chăn dày để giúp giảm bớt phần nào độ lạnh còn bây giờ anh tranh thủ nằm nghỉ ngơi xíu cho khỏe đi đường xa chắc cũng đã mệt lắm rồi em cũng về phòng ngủ một tí mới được anh biết rồi à hằng này dạ sao anh À không có gì đâu, em cũng mệt rồi, ngủ xíu cho khỏe đi em. Vậy em về phòng nghe, hôm nào rảnh sẽ đưa anh đi dạo vòng quanh đây cho biết. Sau một giấc ngủ thật sâu thì Minh Khải cũng dần lấy lại tinh thần, sau nhiều giờ di chuyển mệt mỏi. Bấy giờ ở một nơi xa anh chợt nhớ về con gái bé bỏng, đang ở nhà nên liền cầm lấy điện thoại gọi về cho cô em vợ. Alo Thoa hả? Bé dâu ở nhà có quấy gì út và bà ngoại không em? Không anh ơi, con bé ngoan lắm, mà anh đi công tác bao giờ thì về? Chắc khoảng vài hôm nữa. Những ngày này làm phiền em và mẹ chăm sóc con bé giúp anh. Xong công việc anh sẽ qua đón con liền. Có gì đâu anh, bé Dâu là cháu gái của em mà. Chăm sóc con bé là điều dĩ nhiên, anh không cần phải khách sáo. Anh biết gửi con bé cho em và mẹ chăm sóc thì anh thấy yên tâm rồi. Vậy thôi, anh cúp máy nghe, tạm biệt em đứng bên ngoài vô tình bà hương đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa minh khải và cô em vợ nhưng tiếng được tiếng không vừa mở cửa phòng bước ra minh khải bỗng dưng giật mình khi nhìn thấy bà hương ngay trước cửa phòng bác gái bác đứng đây từ khi nào vậy ạ à? bà hương nghiêm giọng đáp đủ để hiểu nội dung cuộc đối thoại vừa rồi cậu ra đây tôi nói chuyện minh khải bắt đầu lo lắng trước thái độ của bà mẹ vợ tương lai ngồi trên bàn vầng trán ướt đẫm mồ hôi, hai tay run rẩy đan xen vào nhau. Im lặng một lúc lâu, Minh Khải quyết lấy hết can đảm rồi chợt nhẹ giọng. Dạ trước tiên cho con xin lỗi hai bác, con không có ý định che giấu chuyện con đã có con riêng, chẳng qua là con đang tìm cơ hội thích hợp, thành thật trước mặt hai bác. Con biết bản thân mình không xứng với Thúy Hằng, quen con cô ấy đã chịu nhiều điều tiếng không hay, nhưng còn chắc chắn rằng con yêu em ấy rất nhiều Và Thúy Hằng cũng vậy Cả hai chúng con đều thật lòng yêu thương nhau Con hứa là con sẽ đối đãi với Thúy Hằng thật tốt Không để cô ấy phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào Mong bác gái hiểu và chấp nhận cho chúng con Bà Hương bỗng dưng im lặng Quay người lắc đầu bỏ đi Sau khi biết rõ chuyện đời tư của người con rể tương lai Bây giờ tâm trạng Minh Khải cũng trở nên u sầu buồn bã trở về phòng và chính vì chuyện này buổi cơm chiều anh đã không dám ngồi cùng mâm cơm với bố mẹ của người yêu khi nghe thúy hằng gọi minh khải đã tinh tế khi viện lý do bản thân mệt để không muốn mọi người trở nên cảm thấy khó xử một lúc sau đang suy tư một mình trong phòng thì bên ngoài thúy hằng đang gõ cửa anh khải ơi còn thức không em mang cơm vào cho anh này em vào đi thúy hằng bước vào anh thấy đỡ hơn chưa? Em nói rồi đường xa lắm, anh đi sẽ mệt lắm, vậy mà cũng nặng nặc đòi đi cho được, bây giờ muốn bệnh rồi đó. Anh không sao, cả nhà dùng cơm hết chưa em? Dạ bố mẹ ăn rồi, ngày anh không khỏe hai người cũng lo lắm nên mới bảo em đem cơm với thuốc vào cho anh này. Thôi anh gắng ăn miếng để còn uống thuốc. Anh thấy ngại với gia đình em quá Sao không để bên ngoài Một lát anh khỏe ra ăn sau Em mang vào đây chi cho mất công Bố mẹ sợ anh ngại Thôi anh ăn đi Em đã lỡ đem vào rồi Vậy để anh ăn Em muốn ăn thêm không Dạ thôi anh ăn đi À anh Khải này Không biết bé sâu ở nhà ngoại Có nhớ ba và cô Hằng không nữa Anh có gọi điện thoại về hỏi thăm con chưa anh Mình Khải gượng cười miễn cưỡng đáp Lúc nãy anh có gọi về cho dì út của bé Dâu. Cô ấy nói con bé ở bên đó ngoan lắm, em đừng có lo. Vậy em cũng yên tâm, anh ăn đi, em ra ngoài nghe. Tôi đến đang làm việc trong phòng thì bà Hương bước vào. Ủa, mẹ chưa ngủ hay sao? Mẹ không ngủ được nên định tìm con trò chuyện tâm sự, với lại cũng lâu rồi hai mẹ con mình chưa được ngồi nói chuyện với nhau như thế này. Giờ này muộn rồi con vẫn còn làm việc hả? dạ con tranh thủ lúc rảnh soạn giao án từ khi vào dạy lại thì sợ không có thời gian mẹ tìm con có việc gì không bà hương ngập ngừng một lúc hàng này con quen thằng khải được bao lâu rồi tình cảm của hai đứa như thế nào với câu hỏi của mẹ thúy hằng liền vội thắc mắc chuyện này lúc sáng anh khải nói với bố mẹ rồi mà bọn con cũng bình thường nhưng sao tự nhiên mẹ lại hỏi như thế Bà Hương bỗng thở dài đáp. Mẹ không yên tâm khi con quen thằng Khải, thế còn có biết chuyện nó đã từng có vợ và đứa con riêng hay không. Trước nỗi lo lắng của bà Hương, Thúy Hằng lại tỏ ra vô cùng bình thản. Dạ con biết, anh Khải đã kể chuyện này cho mẹ nghe hết rồi hả? Không, mẹ vô tình nghe nó nói chuyện điện thoại và nó cũng đã thừa nhận với mẹ việc này. Con biết nó đã có con, sao lại còn xác vô? nuôi con của người khác khó lắm con à? Mẹ à, hoàn cảnh của anh Khải tội lắm. Vợ mất sớm vì sinh khó. Một mình anh ấy phải lo toan vất vả, vừa đi làm vừa phải chăm con cùng một lúc. Mẹ cũng biết rồi đó, nơi thành thị xa hoa như đất Sài Gòn, đầy rẫy những cạm bẫy khó tìm. Đâu ra một người tốt bụng giúp đỡ con như là anh Khải đâu mẹ. Mình không nên chỉ vì quá khứ mà kỳ thị người ta Tuy anh ấy có hơi lớn tuổi hơn con, nhưng bù lại thì rất là yêu thương quan tâm, cho con cảm thấy bình yên mỗi khi bên cạnh, trong khi những người con trai khác thì hoàn toàn không có. À đúng rồi, mẹ bé dâu con gái của anh Khải dễ thương lắm, nhìn con bé ai cũng yêu, mẹ chưa gặp nên chưa có tình cảm gì mấy, nhưng nếu mẹ nhìn thấy rồi thì đảm bảo sẽ thích như con mà thôi. Qua giọng nói đầy tự hào của con gái Lúc này đây bà Hương mới chợt nhận thấy sự hạnh phúc đang được thể hiện trên gương mặt cô. Tuy vậy nhưng trong lòng người mẹ vẫn cảm thấy không yên. Mẹ biết hai đứa thật lòng với nhau nhưng còn có bao giờ nghĩ tới việc bị người đời sách mé nghĩ không tốt về mình hay không? Phận mẹ kế lúc nào cũng bị coi thường hoặc mình thương con người ta thì tốt nhưng mà hễ có chút sơ sót gì thì lại bị xem là hành hạ độc đoán với con riêng của chồng. Chưa nói sau này hai đứa sinh con, rồi việc con chung con riêng khó lòng lắm con ơi. Mẹ không phản đối hai đứa, nhưng mà mẹ muốn con biết rằng làm mẹ ghẻ không phải chuyện dễ dàng. Con bây giờ khôn lớn và đã hiểu chuyện, vì vậy mẹ chỉ khuyên chứ không có ý xen vào chuyện tình cảm của hai đứa. Tùy con quyết định hiểu được nỗi lòng cũng như sự lo lắng của một người mẹ dành cho con thúy hằng nhẹ nhàng tiến lại ngã vào lòng bà hương rồi thỏ thẻ con biết là mẹ thương con lo nghĩ cho con nhưng mẹ hãy yên tâm con gái sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn này người ngoài họ nghĩ về con như thế nào không quan trọng chỉ mong sao mẹ hiểu và ủng hộ quyết định của con là đủ rồi bà hương xúc động ôm con gái vào lòng nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve mái tóc bố mẹ chỉ có mỗi mình con không lo lắng sao được thế hai đứa dự định khi nào kết hôn dạ thật ra anh khải đã cầu hôn con nửa tháng trước rồi đó mẹ tụi con tính nay mai sẽ nói với bố mẹ nhưng sẵn thì con nói cho mẹ biết trước luôn mẹ đừng có thành kiến với anh khải nữa nha mẹ đâu có làm gì nó đâu con coi ngày mai rảnh đưa thằng khải đi tham quan vòng đây cho biết à mà quên giờ này ngoài trời bắt đầu lạnh dần rồi con có đem cái chăn giày qua phòng cho nó chưa? Dạ con đem rồi, mẹ đừng có lo. Vậy thôi, con coi làm xong thì nghỉ ngơi đi. Mẹ về phòng. Dạ, mẹ ngủ ngon. Nhận thấy được tình cảm thật giữa con mình và người bạn trai hơn tuổi. Bấy giờ bà Hương cũng phần nào giải tỏa hết những khúc mắc trong lòng, nên cũng dần trở nên niềm nở đối với Minh Khải hơn. Sau nhiều ngày cùng với Thúy Hằng đi tham quan khá nhiều nơi, đồng thời được thưởng thức những món ăn đặc sản nơi quê nhà. Ông bố một con đã vô cùng thích thú, nhưng tiếc là niềm vui chỉ được vỏn vẹn vài hôm, thì cả hai đã phải từ giã bố mẹ vợ tương lai để trở vào Sài Gòn tiếp tục giải quyết những công việc còn tồn động lại trong chuyến về quê lần này, cũng như lên kế hoạch sắp xếp cho cuộc hôn nhân sắp tới. Ngày trở lại Sài Gòn, cả hai đều phải bận bịu cho công tác tổ chức hôn lễ sắp tới Mặc dù đã được sự chấp thuận bên phía gia đình nhà bạn gái, nhưng về phía nhà ngoại của bé dâu thì vẫn một mực ra sức phản đối không chấp nhận cho con rể đi thêm bước nữa. Hai tin Minh Khải chuẩn bị tái hôn với cô đồng nghiệp trẻ, bà Liên đột nhiên nổi giận. Hôm nay con đến đây là để thông báo hay xin ý kiến của mẹ vậy Khải. Trong khi hai đứa đã lên kế hoạch hết cả rồi, thì lời nói của bà già này còn quan trọng nữa hay không? Mẹ biết bản thân không có tư cách gì để ngăn cản hay xen vào cuộc đời con. Giờ đây con gái của mẹ cũng đã không còn. Mẹ không trách móc gì con mà chỉ thương cho số phận hầm hưu bạc phần của con cẩm loan. Phải chết sớm bỏ con thơ nhỏ dại để ngày hôm nay cháu ngoại phải chịu cảnh mẹ kế con chồng. Bị người ta bắt nạt cũng không ai hay biết. Nghe những lời than vãn nặng nề của bà Liên, Minh Khải bèn giọt miệng mẹ đừng có những suy nghĩ không tốt về thúy hằng như thế cối mặc dù còn trẻ tuổi nhưng rất yêu thương bé dâu con nhận thấy và rất quý điểm này ở cô ấy còn biết là mẹ vẫn chưa quên được nỗi đau mất con gái nhưng vợ con đã qua đời lâu rồi sự thật này khó lòng thay đổi được mẹ hãy nên nghĩ thoáng hơn một chút mặc dù đã mất đi cẩm loan nhưng mẹ vẫn còn có con rồi sau này sẽ có thêm một đứa con dâu ngoan hiền như thúy hằng và còn sẽ có thêm những đứa cháu, như vậy có phải vui hơn không hả mẹ? Ngày hôm nay con thật lòng đến đây là muốn thông báo hỷ sự này với mẹ, vì tận đáy lòng con đã xem mẹ như mẹ ruột của con rồi. Hy vọng vào ngày hôn lễ, mẹ sẽ có mặt để chúc phúc cho tụi con. Mặc dù đã cố hết sức nói ra nỗi lòng mình, Khải chỉ mong nhận được sự thấu hiểu cảm thông từ mẹ vợ, nhưng trước đó nỗi đau mất con gái vẫn còn chưa nguôi. Cộng thêm sự tái hôn vội vàng của Minh Khải Tức thời bà Liên vẫn chưa thể nào chấp nhận Nếu con vẫn một mực muốn đi thêm bước nữa với cô gái đó Thì giữa con và gia đình này không còn bất cứ quan hệ gì nữa Mẹ vợ của cậu không phải tôi Mà là cái người kia rồi Về phần bé dâu chúng tôi sẽ chăm sóc nuôi dậy Để cậu yên tâm đi cưới vợ trẻ Mẹ nói vậy nghe sao được Bé dâu là con gái của con Bấy lâu nay con vẫn chăm sóc cho dù con có lấy Thúy Hằng Thì sau này con bé cũng sẽ do chúng con nuôi dậy Còn khi nào mẹ nhớ cháu Thì con sẽ trở về đây thăm bà Chứ không có việc con đi cưới vợ rồi Thì con bé sẽ do bên ngoại nuôi Con không đồng ý Cậu không đồng ý cũng mặc kệ Cháu tôi thì tôi nuôi Không lẽ đem giao lại cho mẹ kế Để cô ta hành hạ đánh đập con bé hả Tôi chỉ có mỗi mình bé dâu Cô ta còn trẻ Cậu nói vợ mình đẻ đi Muốn kiếm mấy đứa mà chẳng được Tóm lại giá nào tôi cũng phải đòi lại cháu ngoại. Nếu không được thì tôi sẽ kêu con Thoa viết lá đơn đề nghị quyền nuôi cháu. Cậu đừng mong giành với bà này. Cho dù mẹ con làm đơn thì tòa cũng sẽ trao quyền nuôi dạy bé dâu cho con mà thôi. Mẹ mà cứ như vậy thì không những sẽ mất đi đứa con trai con rể này. Mà ngay cả bé dâu con cũng sẽ ít cho con bé về đây. Hy vọng mẹ hiểu cho nỗi khổ này của con. Thưa mẹ con về. Này Khải, cậu dám làm vậy hả? đứng lại chưa nói chuyện xong mà. Khải dứt lời thì đi ra khỏi nhà bà Liên ngay, mặc cho bà nói gì thì nói. Một tháng sau, hôn lễ giữa Minh Khải và Thúy Hằng diễn ra tại nhà hàng tiệc cưới. Tại đây cô dâu khoác lên mình bộ váy cưới màu trắng thật lộng lẫy, mặc dù có phần hơi đứng tuổi hơn, nhưng Minh Khải cũng vô cùng lịch lãm trong bộ vest màu be. Cả hai nắm chặt tay nhau bước vào đại sảnh với sự tham dự của nhiều bạn bè đồng nghiệp cùng với đó là cả lời chúc phúc của bố mẹ thúy hằng dành cho cả hai nhưng niềm vui không được trọn vẹn bởi thiếu sự vắng mặt của bà liên và cả gia đình vợ trước của minh khải điều này làm cho anh cảm thấy không vui nhưng trước mặt mọi người quan khách vẫn cố nở nụ cười tươi của một người chú rể trong ngày trọng đại buổi lễ vừa xong thì ngày hôm sau cả hai ông bà bố mẹ vợ đã lập tức trở ra ngoài quê ở trong này thì vài ngày sau minh khải đã đưa vợ cùng với cô con gái nhỏ về thăm bà ngoại nhưng mục đích là muốn để bà liên gặp mặt thúy hằng ban đầu thì anh có phần hơi lưỡng lự nhưng sau khi nghe qua những lời khuyên nhủ của cô vợ mới cưới thì minh khải mới chịu gật đầu tới rồi em đây là nhà ngoại của bé dâu lát nữa gặp mẹ em cứ gọi bà ấy bằng mẹ giống anh không sao đâu dạ em biết rồi dâu ơi tới nhà bà rồi một lát gặp bà nhớ khoanh tay hầu chào ngoại con biết chưa từ trong nhà bà liên chợt nghe thấy tiếng xe nên bèn ra xem dạ thưa mẹ vợ chồng con đưa bé dâu về thăm mẹ đây ạ à? vừa nhìn thấy vợ chồng minh khải thúy hằng bà liên liền tỏ thái độ không dám tôi với cô có ruột già máu mủ gì đâu mà kêu là mẹ Tôi không dám nhận Dâu ngoại nè lại đây với bà ngay con Sự lạnh nhạt của bà Liên Đã làm cho Thúy Hằng bị sựng lại Sợ rằng lời nói vừa rồi Sẽ khiến vợ không vui Ngay lập tức Minh Khải Bèn lên tiếng nói đỡ Kìa mẹ vợ con có lòng đưa bé dâu về đây Chào hỏi mẹ Mẹ làm vậy cô ấy buồn thì sao Mặc kệ tôi không quan tâm Ngay từ đầu tôi đã nói với cậu rồi mà chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì hết. Hôm nay cậu qua lòng đưa cháu tôi về đây thăm bà thì tôi cảm ơn. Sẵn đây tôi nói luôn, tôi đây chỉ có hai đứa con gái. Một là Cẩm Loan, vợ của cậu, mẹ ruột của bé dâu. Còn nữa là gái út kim thoa mà thôi. Tự dưng bây giờ đâu ra một đứa con từ trên trời rơi xuống, lại gọi mẹ ngang hông, tôi không chấp nhận. Thúy Hằng có chút buồn trước những lời nói vừa rồi của bà Liên. Dạ con xin lỗi bác Con không có ý thay thế chị Loan trong lòng bác hay anh Khải Mà tại vì con thật lòng thương anh ấy và bé dâu Trong lòng con lúc nào cũng xem con bé như là con ruột Và cũng nghĩ bác gái như mẹ chồng Mong bác đừng trách về sự mạo muội đường đột này của con mà tội nghiệp Cô đừng có ở đây mà dở trò khóc lóc cho thằng Khải nó xem Cô chỉ lừa được mỗi mình nó chứ không dễ qua mặt bà già này đâu Hai người về đi Mẹ Hôm nay dù gì thì vợ chồng con cũng đã qua đây rồi. Mẹ không cho vào nhà đã đành, đằng này có cần phải luôn miệng xua đuổi như vậy không? Anh, không nên lớn tiếng với mẹ mà làm cho con bé sợ kìa. Giữa lúc bà Liên và Minh Khải đang lớn tiếng thì Kim Thoa, con gái út của bà vừa về đến. Mẹ làm gì mà từ ngoài, con đã nghe thấy hai người lớn tiếng qua lại rồi. Còn cô này chắc là vợ mới cưới của anh hai tôi đây sao? Trông cũng còn trẻ đẹp quá đó, chả trách sao ông anh rẻ tôi cứ mê muội lao đầu vào em cũng sống như mẹ hà thoa anh nghĩ lẽ ra em sẽ hiểu hơn mẹ chứ thúy hằng dù gì cũng đã là mẹ của bé dâu là chị hai của em đó tôi chỉ có một người chị gái đã mất còn cô ta với gia đình này là đích thị là người dưng nước lã anh khải em xem anh như anh em trong nhà nhưng cô ta thì lại khác đừng nghĩ vì thế mà sẽ được em và mẹ chấp nhận Tốt nhất anh hãy nhanh chóng đưa cô vợ trẻ của anh rời khỏi nhà này đi. Còn bé dâu ở lại chơi với mẹ, chiều mai em sẽ đưa con bé về. Em... Từ lúc sáng đến giờ, Thúy Hằng đã phải liên tiếp hứng chịu những lời miệt thị của hai mẹ con bà Liên. Điều này đã khiến cô mẹ trẻ chịu nhiều tổn thương. Thôi anh, mình đi về đi. Không nên lớn tiếng ở đây. Bé dâu, con nhờ bác và chị trông dùm. Xin phép bác con về, Dâu ơi mẹ về nghe Con ở đây phải ngoan chơi với ngoại và dì út một hôm Rồi mai về với ba mẹ nha Minh Khải không ngờ rằng Việc đưa Thúy Hằng sang đây chào hỏi Vô tình lại khiến cô nàng cảm thấy buồn tuổi Thế nên đã lập tức chở cô về nhà Bây giờ nhận thấy tình cảm sâu đậm Sự ân cần lo lắng mà Minh Khải dành cho cô vợ mới cưới đã làm cho bà Liên và con gái của bà càng thêm ghen tức không chấp nhận việc con rể dâng tài sản, trong đó có công sức của người con gái đã mất thuộc vào tay Thúy Hằng, nên cả hai mẹ con đã lợi dụng cô cháu gái nhỏ, thấy bé dần biết chuyện nên liền gieo rắc vào đầu con bé những tư tưởng không tốt về người mẹ kế. Một thời gian sau, Thúy Hằng mang thai và hạ sinh một bé trai vô cùng kháu khỉnh đáng yêu cho Minh Khải. Anh bố hai con vô cùng hạnh phúc. Điều này càng khiến cho tình cảm giữa hai vợ chồng ngày càng bền chặt hơn. Vào ngày đầy tháng của cậu, bố mẹ Thúy Hằng cũng đã từ Phú Thọ vào Sài Gòn để ăn mừng cho cháu ngoại. Lúc bấy giờ bé dâu con riêng của Minh Khải cũng đã lên ba và cũng dần dần hiểu chuyện. Biết được việc bản thân có em trai lại cộng thêm một phần tác động của ngoại và dì út về việc mẹ kế thương em không thương con đã làm cho cô bé cảm thấy bị tủi thân từ đó cũng ngày càng trở nên xa cách, rất ít quấn quýt với Thúy Hằng như lúc trước. Một hôm cô mẹ trẻ đang ngồi ôm cậu em cho bú thì bé Dâu bỗng chạy lại. "Mẹ ơi, có phải là bố mẹ có em rồi thì sẽ không còn thương Dâu nữa đúng vậy không?" Câu hỏi ngây ngô của trẻ con khi chỉ vừa bập bẹ biết nói đã làm cho Thúy Hằng bỗng dưng nghẹn ngào, sợ rằng việc có em sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của con trẻ. Vì vậy cô vội vàng đặt cậu con trai xuống Rồi lập tức bế cô con gái lên Ôm bé vào lòng Nhẹ nhàng nói chuyện với con Dĩ nhiên là không phải như vậy rồi Con chính là công chúa của ba mẹ Lúc nào mẹ cũng thương con Tại vì bây giờ em còn rất nhỏ Vì vậy mẹ phải bế em thường xuyên Chăm em nhiều hơn Nhưng mà trong lòng bố mẹ Cả chị hai dâu Lẫn em gơ minh trí Đều là con cưng của bố mẹ hết Con hiểu chưa? Nhưng sao con lại hỏi mẹ như thế? Dạ, dì út với bà ngoại cứ nói là bố mẹ có em trai rồi nên sẽ không còn thương dâu nữa, sẽ bỏ mặc con. Biết được vấn đề tất cả ngọn ngành nguồn cơn đều do mẹ con bà Liên nhưng Thúy Hằng không hề tức giận mà thay vào đó là dùng cách nhỏ nhẹ ôm con vào lòng vuốt vai mái tóc rồi giải thích cho con trẻ. Bà ngoại và dì út nói đùa với con thôi, chứ làm sao mà ba mẹ bỏ con được ba mẹ thương dâu lắm mai mốt con đừng có nghĩ như vậy nữa biết chưa còn bây giờ con chơi với em đi nhẹ tay thôi nghe con dạ em ơi em cười nè mẹ em cười với chị hai đó bây giờ em còn nhỏ chưa biết chuyện nhưng sau này em lớn cũng sẽ rất thương yêu chị hai mặc dù đã rất công tâm trong việc nuôi dạy con riêng nhưng vẫn không tránh khỏi những suy nghĩ mông lung trong đầu con trẻ. Chính bởi điều này đã làm cho Thúy Hằng phải bận lòng nhiều hơn. 18 năm sau Bé dâu à, gơ ơi, hai đứa chuẩn bị xong hết chưa? Mẹ đưa đi học luôn này. Dạ. Trong khi em trai thì rất nghe lời mẹ. Ngược lại cô chị gái càng trở nên ngang ngạnh, thường xuyên tỏ thái độ với Thúy Hằng. Bây giờ con đã lớn rồi, Mẹ đừng có hở tí là dâu ơi dâu à nữa Gọi như vậy bạn bè con mà biết được Bọn nó sẽ trêu đùa cho mà coi Nhưng đó giờ không phải con thích mẹ gọi như vậy sao Hồi đó còn nhỏ Giờ con lớn rồi Sao con thay đổi quá vậy Được rồi Mai mốt mẹ sẽ gọi tên thật của con là Thiên Kim Không kêu tên ở nhà nữa Chịu chưa nè Mặc dù đã được mẹ kế hết mức thương chiều Nhưng cô bé vẫn dùng rằng quăng ném hiểu được tâm lý bất ổn của con ở tuổi trưởng thành. Vì vậy Thúy Hằng cũng không hề để bụng mà thay vào đó là dốc lòng dạy dỗ. Bé dâu ngày nào nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, còn cậu em trai Minh Trí cũng đã tròn 18. Cả hai đã lớn lên trong tình yêu thương, sự bảo bọc hết lòng nuôi dạy của người mẹ kế trẻ tuổi. Nhưng bé dâu bây giờ không còn là cô bé dễ thương ngoan ngoãn nghe lời như lúc xưa. Cô bé ngày càng trở nên cứng đầu khó chịu, hay cãi lại lời Thúy Hằng bởi chịu sự tác động xấu từ bà ngoại và người dì út cưng chiều đã khiến cho cô bé trở nên ngang bướng khó chịu rồi sinh lòng đố kỵ người em trai cùng ba khác mẹ từ đó. Rồi chuyện học hành cũng ngày một xa suốt. Một hôm sau khi kết thúc giờ dạy trên lớp, Minh Khải đi vào văn phòng ngồi nghỉ giải lao, chờ đến tiết tiếp theo thì cũng lúc này thầy giáo chủ nhiệm và dạy bộ môn của Thiên Kim vừa đi vào thấy vậy anh bèn tiến lại trò chuyện nhằm hỏi thăm tình hình của cô con gái. Trùng hợp vậy, thầy Tâm cũng vừa mới ra tiết. Người thầy giáo mỉm cười đáp. Dạ, thế thầy Khải còn đứng lớp nào nữa không? Tôi còn một tiết nữa. Hôm nay thầy có giờ dạy lớp Thiên Kim không? À không chứ vậy anh Khải. À tôi tính hỏi thăm về tình hình học tập của con gái không biết dạo này con bé học hành như thế nào rồi hả thầy thầy giáo tâm thở dài sẵn anh hỏi thì tôi nói luôn dù gì giữa tôi với anh cũng là chỗ đồng nghiệp với nhau đã vậy anh còn là ba của trò kim nên anh có quyền được biết tình hình học tập của con để tìm cách rèn dạy thêm cho cô bé dạ có gì thì thầy cứ nói tôi xin nghe thời gian gần đây thiên kim học hành xa suốt hơn trước rất nhiều lên lớp thì lại thường xuyên cãi nhau với bạn bè bài vở lơ là mặc dù đã lên đại học thời gian học tập cũng thư thả hơn thời phổ thông nhưng không vì thế mà con bé bỏ lơ được sắp tới đây còn có nhiều môn đến kỳ kiểm tra rồi anh khải về nhà khuyên nhủ vào ban để con bé có thể chú tâm hơn chuyện gia đình anh tôi không có ý can thiệp vào nhưng đừng để ảnh hưởng đến chuyện học hành của con Vừa nghe qua về tình hình học tập của con gái, Minh Khải bỗng thấy xấu hổ ngượng ngùng trước người em đồng nghiệp. Thành thật cảm ơn thầy Tâm đã cho tôi biết chuyện. Thiệt tình tôi cũng không hiểu tại sao con bé lại trở nên như thế. Lúc trước nó ngoan ngoãn học hành chăm chỉ lắm. Tôi sẽ về nhà dạy dỗ lại con gái. Nhưng dù sao cũng nhờ thầy để ý thiên kim giúp. Nếu con bé lại gây chuyện gì thì thầy cứ việc gọi điện thông báo với tôi. Cảm ơn thầy Tâm rất nhiều. Có gì đâu anh Khải Đó là việc mà một thầy giáo nên làm Để giúp học trò của mình tốt hơn Giữa tôi và hai vợ chồng anh Cũng là đồng nghiệp với nhau Huống chi anh lại là ba của bé Kim Dĩ nhiên là có quyền được biết Về tình trạng học hành của con như thế nào Vì vậy không cần khách sáo với tôi đâu Thôi tới giờ tôi phải lên lớp rồi Anh có đi cùng luôn không? Cũng được Vừa kết thúc tiết dạy cuối ở trường Minh Khải đã nhanh chóng lấy xe chạy ngay về nhà với cơn nóng giận trong người. Thiên Kim đâu, ra ba biểu coi. Từ trong nhà Thúy Hằng đã nghe thấy giọng nói lớn tiếng của chồng nên liền chạy ra. Anh mới về, sao sắc mặt anh khó coi quá vậy? Tìm Thiên Kim có chuyện gì không anh? Con bé đang nằm ở trong phòng. Minh Khải không nói không rằng, mặt mày hậm hực đi thẳng vào trong, lo sợ có chuyện không hay nên Thúy Hằng đã lập tức chạy theo. Thiên Kim ngồi dậy, bà nói chuyện coi, cái con bé này giết rồi cưng chiều quá nên sinh hư phải không? Bà kêu ngồi dậy không nghe thấy hả? Ngày hôm nay bà phải dạy dỗ con lại mới được. Đang nằm ngủ sật sừ thì đã bị Minh Khải dựng người dậy. Bà có chuyện gì thì để sau hãy nói đi ba, con đang ngủ mà. Không có ngủ ngay gì giờ này hết, mau ngồi dậy cho bà. Ba. Với sự thúc giục của ông ba thì cuối cùng Thiên Kim cũng đã chịu bước xuống giường. Đi rửa mặt, rồi ra đây ba có chuyện muốn hỏi con nhanh lên. Một phút sau. Con xong rồi này, đang ngủ mà ba bảo nói chuyện là chuyện gì? Giờ này mà con còn dám nhăn nhó nữa hả? Ba hỏi con, sao gần đây con học hành như thế nào mà bị thầy tâm nhắc nhở bán bốn ba vậy hả? Thiên Kim ngập ngừng ấp úng. Con thì con vẫn học bình thường thôi mà Thầy Tâm nói sao đó ba đừng có nghe Con thiệt tình ba hết hiểu nổi con nữa rồi Con bị cái gì vậy hả Kim Nếu như ngày hôm nay ba không hỏi thầy Tâm Thì cũng không biết con tệ đến mức này Chứng kiến sự giận dữ ngày hôm nay của chồng Thúy Hằng khá bất ngờ Có chuyện gì mà anh lớn tiếng với con quá vậy Từ trước đến nay có bao giờ anh nóng giận thế này đâu có gì từ từ nói Anh làm con sợ kia kìa Em đừng có bênh vực nó nữa Con thành ra ngày hôm nay Cũng là do em quá đuông chiều nó Em biết không lúc sáng anh tình cờ gặp thầy Tâm Nên có hỏi về tình hình học tập của con Em biết người ta nói như thế nào không Anh Tâm nói sao anh Thì sao nữa Bị thầy giáo phê bình chứ sao Học hành xa suốt Bài vở lơ là đã vậy lên lớp còn gây sự với bạn bè nữa Ba mẹ cho con đi học chữ chứ không bảo con đi học đánh nhau với người ta từ lúc nào mà con thành ra như vậy hả dâu Ba đánh đòn con là đúng hay sai trước sự nóng giận cũng như những lời buộc tội hoàn toàn có thật của ba mình thiên kim chẳng những không biết nhận ra điểm sai mà lại còn lớn tiếng cãi lại con làm như vậy thì có gì là sai chứ bọn nó nói con là con ghẻ không được yêu thương như con ruột suốt ngày bị ba và mẹ kế cho ra rìa thì con đánh nó là lẽ đương nhiên còn về chuyện học hành thì đúng là con có lơ là thật. Nhưng chuyện đó cũng chẳng sao. Lên đại học rồi không ai còn chăm chỉ như cái thời trẻ trâu cấp dưới nữa đâu bà. Lỡ mà có rớt môn thì đóng tiền thi lại thôi. Rớt mấy lần thì đóng mấy lần. Miễn sao có tiền thì đến cuối cùng cũng được ra trường mà thôi. Bà lo lắng làm chi cho mệt. Kim, sao con lại có suy nghĩ như vậy? Mặc dù con đúng là không do mẹ sinh ra nhưng tình thương mà mẹ dành cho con và em Chí là đồng đều như nhau, chẳng bênh vực đứa nào hay ghét bỏ đứa nào cả. Mẹ biết con cảm thấy khó chịu khi bị bạn bè trêu chọc, nhưng hãy mặc kệ mấy bạn, đừng nên để tâm. Mẹ chỉ cần con hiểu, lúc nào trong lòng mẹ con cũng là con gái ruột của mẹ. Ngày hôm nay con cư xử với ba như vậy là sai rồi, con hãy xin lỗi ba đi. Những tưởng rằng những lời ngọt ngào này của người mẹ kế sẽ xoa dịu được sự tức giận cũng như lối suy nghĩ lệch lạc của đứa con riêng nhưng thúy hằng không thể ngờ bé dâu dễ thương ngày nào giờ đây đã hoàn toàn thay đổi khi đột nhiên quay sang quát thẳng vào mặt người mẹ đã nuôi dưỡng cô bấy lâu nay bà im đi đừng có ở đây giả tạo nữa nhìn thấy hai ba con tôi cãi nhau chắc hẳn bà vui trong dạ lắm đúng không tôi biết bà chỉ cố làm ra vẻ thương yêu đứa con riêng này trước mặt ba tôi thôi chứ trong lòng bà rất mong có thể đuổi tôi ra khỏi cái nhà này từ lâu lắm rồi để hai mẹ con các người hưởng hết tài sản của ba mẹ tôi chứ gì tôi biết hết bà luôn miệng nói yêu thương hai đứa như nhau nhưng thật chất là không như vậy cái gì tốt bà cũng dành phần cho thằng con trai đó trong khi mọi thứ tôi đều phải tự tay mua sắm mới có được bởi vậy bà ngoại và dì út nói đúng lắm mà bà đúng là mụ dì ghẻ độc ác xấu xa con hiểu lầm mẹ rồi dâu à con nghe mẹ nói này bà im đi tôi lớn rồi không còn là đứa trẻ ngây thơ như xưa nên cũng đủ hiểu ai tốt ai không tốt với mình bà đừng mong có thể gạt được tôi những lời nói hỗn xược vừa rồi của cô con gái đối với thúy hằng đã làm cho minh khải thật sự tức giận con im đi ai dạy con cái thói ăn nói trải trang mất dạy với mẹ như thế hả kim mau xin lỗi mẹ ngay lập tức không bà ta không phải mẹ con mẹ ruột con đã mất rồi, đang ngồi trên bàn thờ kia kìa. Lúc này Minh Khải mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt mà run rẩy. Giữa lúc không kiềm chế được anh đã lỡ tát một bàn tay vào mặt cô con gái. Ba, từ nhỏ đến lớn, không bao giờ ba đánh con dù chỉ một roi. Vậy mà hôm nay vì người phụ nữ này ba lại dám tát con. Có phải ba không còn thương con, không cần đến con nữa đúng không? Phải rồi, con quên mất. Bây giờ ba có thằng con trai kia rồi, thì làm sao mà thương đứa con gái này nữa. Chả trách bạn bè con nói cũng đâu có sai. Thôi được rồi, nếu vậy con không thèm ở trong căn nhà này nữa, con dọn về ngoại ở cho ba vừa lòng. Thiên Kim, ba ba xin lỗi, Kim. Minh Khải không ngờ rằng chỉ vì hành động nhất thời của bản thân vừa rồi đã làm cho con gái bị kích động tâm lý. Hiểu được nỗi khổ tâm của chồng, Thúy Hằng tiến lại nhẹ nhàng an ủi lúc nãy anh hơi quá nặng tay với con bé rồi đó có gì thì mình từ từ khuyên nhủ con bây giờ thiên kim cũng đã trưởng thành thời điểm này là lúc tâm lý con bé có những thay đổi vì phải chịu nhiều tác động không tốt giữa bạn bè và người thân bởi vậy thay vì mắng trời thì mình nhỏ nhẹ nói chuyện với con cũng tại em đã khiến con bé hiểu lầm nên mới xảy ra cố sự như ngày hôm nay chuyện cũng lỡ rồi anh đừng có tự trách mình nữa để con về ngoại chơi cho thư thả vài hôm, khi nào con hết giận rồi mình hẵng sang đó giúp con về. Anh biết rồi, chuyện này không liên quan đến em. Thôi, anh về phòng nghỉ ngơi đây. Dạ. Thúy Hằng vừa quay ra thì cậu con trai út không biết từ lúc nào đã đứng bên ngoài cửa và chứng kiến toàn bộ sự việc. Mẹ ơi, có phải là chị hai hết thương con rồi phải không? Mặc dù đã đủ 18 nhưng dưới sự bảo bọc của ba mẹ minh trí vẫn còn khá ngây thơ trước câu hỏi của con thúy hằng bèn tiến lại do đầu cậu bé không có đâu chị hai thương gơ lắm tại vì ba và chị hai có một tí hiểu lầm với lại lâu rồi chị hai vẫn chưa được về ngoại nên hôm nay về bên đó chơi vài hôm xong rồi chị hai sẽ trở về nhà chơi với con có thật không mẹ thúy hằng nhìn con mỉm cười đáp thật không tin con hỏi ba đi. Sợ rằng chuyện người lớn sẽ ảnh hưởng đến con trẻ. Mặc dù không vui, nhưng Minh Khải vẫn cố gượng cười trước mặt con trai. Đúng rồi, thôi, con về phòng học bài đi. Ba bà cũng về phòng nghỉ ngơi chút. Dạ. Bây giờ thiên kim nước mắt giản rụa chạy về nhà ngoại. Vừa bước vào, cô bé lập tức xà vào lòng bà Liên khóc sướt mướt. Ngoại ơi, bà hết thương con rồi. Bà nỡ tát con. Ngoại với dì út nói đúng. Bà ta bỏ bùa ba con rồi. Bây giờ con phải làm sao đây ngoại? Có chuyện gì cháu ngoan từ từ kể lại cho ngoại nghe. Sao thằng Khải dám đánh con? Thiên Kim kể lại mọi chuyện trong sự tức tưởi. Bà Liên nghe thấy bỗng cười thầm trong xạ. Mượn cớ an ủi cô cháu gái. Nhưng thật ra là muốn thêm dầu vào lửa. Thôi nín. Nếu ba con đã không còn thương nữa thì có bà với dì út thương con cũng đủ rồi từ lâu bà đã biết cô ta chẳng tốt lành gì đến với ba con chủ yếu cũng vì tiền số tài sản đó là có một phần công sức của ba mẹ con mà thành con đừng có trúng kế của mẹ con cô ta biết chưa dạ con nghe lời ngoại dặn có ngoại là thương con nhất thôi con sẽ không để cho bà ta dễ dàng đạt được mục đích đó đâu phải rồi cháu ngoại của bà phải như thế chứ Nhớ lúc mẹ con mất để con lại Là một tay bà với dì con chăm sóc Còn thằng Khải thì tối ngày qua lại mê muội con nhỏ đó Bây giờ nó có con trai rồi Nên sẽ không yêu thương con nhiều như trước đâu biết chưa Bà còn chỉ là tức thời mới như vậy Con sẽ giúp bà sáng mắt ra Trong lúc bà Liên đang cố ý tìm mọi cách để chia sẻ tình cảm giữa hai ba con thiên kim cũng như làm cho mối quan hệ giữa cô và người mẹ kế dần trở nên xấu hơn thì bỗng có tiếng xe máy chạy vào sân. Chắc là dì út con qua chơi, để con ra xem. Đúng như suy đoán của bà Liên, vừa nhìn thấy Kim Thoa, Thiền Kim vội thốt lên. Dì út mới qua, ủa hôm nay không đi học sao mà về chơi với ngoại vậy con? Thế ba con đâu sao gì không thấy xe vậy? Rồi ai đưa con qua đây? Dạ con về một mình, tại con với ba cãi nhau chỉ biết không, ba vì người phụ nữ đó mà đánh con nữa còn ghét bà. Sao hai ba con lại cãi nhau? Thôi, có chuyện gì vào trong rồi nói. Dứt lời hai cô cháu lật đật đi vào trong nhà. Mẹ con mới qua, nghe bé sâu nói là nó cãi nhau với anh Khải hả mẹ? Bà Liên đáp, ừ thì đúng rồi. Ôi, ngay đâu là thằng Khải vì chuyện học hành gì đó, rồi hai ba con lớn tiếng với nhau thì cũng có liên quan tới cô ta nên bé dâu có hơi quá lời một chút. Thằng Khải bên nhỏ đó tát con nhỏ một bạt tai. Thiệt tình không ngờ anh Khải lại cư xử với con gái của mình như thế. Vậy thì tạm thời, con ở lại đây với bà ngoại vài hôm đi, đợi ba con hết giận rồi về bên đó sau. Dạ thôi, con không về cái nhà đó nữa đâu. Không được, con phải về bởi vì nhà đó là của con. Người ra đi lẽ ra là hai mẹ con cô ta. Con nghe lời gì đợi khi nào ba con hết giận, chắc chắn sẽ sang đây rước con. Lúc đó con phải xin lỗi ba để về, rồi mình tìm cơ hội vạch mặt tống cổ hai mẹ con đó ra khỏi nhà. Có như thế thì con với ba mới vui vẻ trở lại ngay chưa. Nhưng mà con, dì con nói đúng đó, nghe lời dì út đi con. Lợi dụng một cô bé ngây thơ để thực hiện những mưu tính cho bản thân, hai mẹ con bà Liên thật quá nhẫn tâm đối với đứa cháu gái ruột thịt của mình. Về phần thiên kim cô bé vẫn còn quá nhỏ để nhận ra ý đồ chia rẽ của bà ngoại và người dì ruột vì vậy đã xăm sắp tin vào lời nói đó một cách vô tội vạ. Ba ngày sau, Minh Khải đã rất hối hận vì hành động đánh con của mình. Điều này đã làm anh tự giản phạt bản thân suốt mấy ngày liền. Hiểu được nỗi nhớ thương con gái mà không nói ra. Vậy nên Thúy Hằng đã đứng ra mở lời khuyên chồng. Cũng mấy ngày rồi, em biết là anh nhớ bé dâu nhiều lắm con bé chắc cũng không còn giận ba nữa đâu giờ này vẫn còn sớm con bé chưa ngủ dậy đâu hay là một lát nữa anh qua ngoại đón con về đi không biết thiên kim nó có chịu bỏ qua cho anh không nữa ba hôm nay anh có gặp con trên trường mà nó cứ tránh mặt anh hoài để một tí anh sang đó thử xem sao anh cũng biết tính con bé rồi đó thiên kim nó chịu ngọt anh sang đó nhớ nói chuyện nhỏ nhẹ đàng hoàng đừng có hở tí là nóng tính bảo sao con bé không chịu về à nghe anh biết rồi cảm ơn em lúc nào cũng chịu thiệt thòi vì ba con anh vậy mà con bé lại có những suy nghĩ không tốt về người mẹ như em anh cũng chẳng hiểu sao nữa mặc dù biết rõ mọi nguồn cơn đều là do bà Liên gây nên nhưng Thúy Hằng thà lựa chọn giữ trong lòng im lặng không nói cho chồng biết chỉ vì sự êm ấm hạnh phúc của gia đình dạ không sao đâu anh con nó còn nhỏ từ từ rồi sẽ hiểu em à thôi anh ra ngoài ăn sáng rồi đi hôm nay em nấu món nuôi với thịt bò bằm anh thích ăn đó em làm cho bé gơ ăn trước đi anh thay đồ rồi ra sau dạ sáng sớm ở nhà bên này thiên kim chuẩn bị đến trường vừa bước ra sân đã nhìn thấy ba chạy xe qua tới biết được mục đích của ông sang đây nên đã nhanh chân chạy trở lại vô phòng mẹ ơi nghe cô cháu gái nói lại bà liên lật đật đi ra cậu qua đây làm gì dạ con đến rước bé dâu về con bé đi học chưa mẹ bà liên giọng quênh quá cháu tôi sẽ ở lại đây không về bên đó cậu đừng có phí công đến giờ con nhỏ vẫn còn ấm ức chưa quên cái bạt tai mà ba nó tặng cho mấy hôm trước đâu con xin lỗi mẹ tại con nóng giận quá giúp con khuyên thiên kim về nhà nghe mẹ không hiểu cậu làm ba cái kiểu gì nữa vô nhà đi tôi gọi nó ra Dạ con cảm ơn mẹ. Dứt lời bà Liên vội đi vào trong rồi thủ thị vào tay cô cháu gái. Một lúc sau hai bà cháu vui vẻ bước ra. Trước mặt Minh Khải bà Liên giả vờ làm ra vẻ khuyên nhủ gắn kết tình cảm hai ba con. Nhưng thật ra là đang âm mưu bày kế hãm hại mẹ con Thúy Hằng. Dù sao thì ngày hôm nay ba con cũng đã nhận ra cái sai của mình rồi. Thôi, theo ba về nhà đi con. Dạ con xin lỗi ba, con hứa mai mốt sẽ không lớn tiếng với bà, với mẹ hẳn nữa. Con sẽ cố gắng học hành, ba đừng có buồn con nghe. Minh Khải vui mừng, tưởng rằng con gái đã nhận ra cái sai và chịu thay đổi tính tình nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Bà cũng có lỗi một phần. Tại bà tính nóng, không kìm chế được cơn giận của mình. Bà xin lỗi con gái, như vậy là hai ba con mình huề rồi nghe. Vào thu dọn đồ đạc rồi ra chào ngoại đi con dạ từ lúc trở về thiên kim luôn tỏ ra ngoan ngoãn vâng lời ba mẹ nhằm qua mắt minh khải nhưng trong lòng cô con gái nhỏ luôn chờ cơ hội để đuổi mẹ con thúy hằng ra khỏi nhà Vỗng một hôm trong lúc cả gia đình đang xung vầy bên bữa cơm thì minh khải nhận được cuộc gọi của thầy hiệu trưởng nên đã lập tức bỏ đi về đến nhà nhận thấy sự trầm tư trên gương mặt người chồng vì vậy thúy hằng bèn gọng hỏi có chuyện gì ở trường sao anh? À không. Thế thầy hiệu trưởng gọi anh đến gấp như vậy để làm gì? Lúc đi anh vẫn bình thường, nhưng sau khi về thì lại u sầu như thế. Có chuyện gì nói em nghe đi anh. Mình là vợ chồng mà. Mình Khải thở dài tiếp. Sắp tới đây anh phải đi công tác một chuyến, chắc khoảng 10 ngày mới về. Nơi công tác ở đâu anh? Khi nào thì bắt đầu? Ở trường mình những thầy cô giáo khác đều bận đi tập huấn hết rồi, chỉ còn mỗi anh và anh Lâm là chưa. Vì vậy tụi anh phải đảm nhiệm chuyến đi lần này ở tận Miệt trên núi. Hai ngày sau thì bắt đầu đi rồi. Anh nghĩ trên đó không có sóng điện thoại, vì vậy trong 10 ngày này em ở nhà thay anh chăm sóc hai con nghe. Dạ em biết rồi, anh cứ yên tâm. Mọi việc ở nhà đã có em lo liệu. Ngày mai em sẽ chuẩn bị đồ đạc giúp anh. Cảm ơn em. Hai tên Minh Khải chuẩn bị ra nhà, trong lòng Thiên Kim mừng vui khôn xiết. Ngày tiễn ba ra bến xe trở về, cô bé đột nhiên thay đổi hẳn tính tình, làm cho Thúy Hằng phải một phen lao đao. Sự hiểu lầm về người mẹ kế quá lớn trong lòng Thiên Kim, nên lúc nào cũng ganh ghét mẹ con Thúy Hằng. Nhân lúc không có Minh Khải ở nhà, con gái riêng lại bắt đầu sở tính ngang ngạnh, thường xuyên đối đầu cãi lời mẹ kế nhưng đều được bỏ qua bởi tình thương yêu mà Thúy Hằng dành cho con gái còn hơn cả bản thân mình. Vì vậy mới không tính toán so đo. Nhưng thiên kim lại được nước làm tới. Suốt ngày bỏ bê việc học xong chơi ngoài đường với đám bạn bè. Sự việc tới nước này Thúy Hằng không thể không lên tiếng dạy dỗ. Đợi mãi ở nhà đến chiều tối, thiên kim mới chịu về. Vừa bước vào ngay lập tức đã bị gọi lại con đi đâu giờ này mới về đã vậy còn không nói mẹ tiếng nào lại đây mẹ muốn nói chuyện với con tôi đi đâu làm gì bà không có quyền can thiệp vào có chuyện gì thì để ngày mai hãng nói còn bây giờ tôi mệt rồi tôi đi nghỉ trước nhận thấy sự nhỏ nhẹ không thể dạy dỗ được con bé vì vậy thúy hằng nghiêm giọng con đứng lại đó mẹ nói gì con không nghe hay sao qua đây cho mẹ có gì bà nói đi thiên kim này con quên lời ba dặn trước lúc đi công tác rồi hả? Con đã hứa với ba như thế nào? Chẳng lẽ đó chỉ là lời hứa xuông? Mấy ngày nay con thường xuyên đi chơi mà không lo học hành. Thời điểm này việc học của con cũng quan trọng không kém. Con phải học để sau này sung sướng tấm thân. Ba mẹ thì cũng phải già chứ đâu sống mãi với tụi con suốt đời được. Cái ba mẹ để lại không phải là tài sản mà chính là chữ nghĩa. Không chỉ mình con mà ngay cả em Chí Mẹ cũng luôn dạy em phải xem trọng việc học Để mai sau còn nhờ Mẹ cứ nghĩ là Thương con là không nên la dày Nhưng mẹ đã sai Nếu muốn tốt cho các con Mẹ phải cương quyết hơn mới được Ngày hôm nay mẹ muốn con phải hứa là Không đi chơi với đám bạn ngoài kia nữa Thay vào đó là chăm chỉ học hành Và sửa đổi tính tình Nói chuyện với mẹ không được bà này bà kia Con hiểu chưa Bà lấy cái quyền gì Mà bắt tôi phải nghe theo Trong khi bà chưa từng đẻ ra tôi không có ba ở nhà cuối cùng cũng chịu lộ nguyên hình rồi hả? Tiếc là ba tôi chưa thấy được bộ mặt thật của người vợ mà ba luôn xem là bóng vật. Tôi nói cho bà biết, đừng có nghĩ rằng có công nuôi dạy thì tự cho mình cái quyền hạn dạy đời người khác. Mà này, giam ba cái đạo lý đó tốt nhất để dành dạy thằng con trai khờ khạo của bà thì có mong mà nó nghe chứ đối với tôi thì không bao giờ. Thúy Hằng tức giận khi nghe những lời nói hỗn xược quá đáng vừa rồi của cô con gái riêng ngay lập tức vừa định giơ tay lên đánh cô bé. Nhưng tình thương con đã khiến người mẹ trẻ không nỡ xuống tay, vì vậy đã kịp rút lại. Con sao lại có thể thốt ra những lời này với mẹ? Trong lòng mẹ không bao giờ suy nghĩ chuyện con chung con riêng. Cả hai chị em, mẹ đều yêu thương như nhau. Có phải là bà ngoại và dì út nói gì, nên con mới đối xử với mẹ như thế đúng không? Bà đừng có lôi bà ngoại với dì út tôi vào. Họ không liên quan chẳng qua là giờ đây tôi đã lớn khôn nên cũng hiểu được đôi chút bề ngoài trước mặt ba tôi bà mới tỏ ra cương chiều chứ sau lưng thì tìm cách đuổi tôi ra khỏi nhà để hai mẹ con bà hưởng hết đúng không như vừa rồi còn định đánh tôi nữa chuyện này tôi sẽ mách lại khi ba về dứt lời thiên kim bỏ đi một mạch về phòng rồi đóng cửa lại một cái dầm với cách hành xử vừa rồi của con gái thúy hằng vừa giận dữ vừa cảm thấy đau lòng không biết làm gì hơn người mẹ trẻ bấy giờ cảm thấy bất lực khi không thể giúp chồng dạy dỗ con cái một cách tốt nhất vì vậy chỉ biết một mình ngồi ngoài bàn khóc sướt mướt sau khi về phòng thiên kim vẫn không biết rằng bản thân đã sai quấy đằng này lại còn bực tức khó chịu nhất quyết không để sự ấm ức này trong lòng nên bèn nghĩ kế hãm hại thúy hằng đi tới đi lui trong phòng được một lúc bỗng dưng chợt đứng lại rồi nở một nụ cười gian xảo ngay lập tức cô bé vội vàng chạy lại chiếc bàn, cầm lấy cây thước bảng liên tiếp đánh nhiều cái thật mạnh vào đùi mình. Mặc dù rất đau đớn, nhưng thiền kim vẫn cắn răng chịu đựng để có thể tạo ra các vết thương bẩm tím chỉ vì muốn vu khống đổ tội lên đầu người mẹ kế. Sáng hôm sau, Thúy Hằng vẫn như thường ngày nấu đồ ăn sáng rồi vào gọi hai con, mà không hề để bụng chuyện tối qua Thiên Kim đã dùng những lời lẽ không hay xúc phạm mình. Chí, thiên Kim, mẹ nấu chín hết rồi, hai đứa mau thức dậy ra ăn sáng đi con. Nghe tiếng gọi của mẹ, cậu em lật đật chạy ra rồi nhanh chóng ngồi vào bàn. Mãi đến một lúc sau, cô chị mới tò mò đi ra, nhìn thấy sáng đi của con gái có vẻ hơi khác so với ngày thường. Thúy Hằng liền thắc mắc: chân con bị sao vậy Kim? Trước sự quan tâm của người mẹ kế, Thiên Kim lạnh lùng đáp: không sao, tôi vẫn còn đi được. Con nói gì kỳ vậy Kim Ý mẹ không phải như thế Nhưng mà con bị đau chỗ nào để mẹ thoa dầu cho Tôi đã nói không sao rồi mà Tôi đói bụng rồi Bà đi làm cho tôi Một tô ít bún nhiều rau Được rồi con ngồi đây chờ mẹ xíu Mẹ vô bếp làm liền Ngồi kế bên chứng kiến cảnh chị hai Ăn nói lớn tiếng với mẹ mình Cậu em út minh trí không nhịn nổi Nên đã giọt miệng Chị hai sao lại hỗn láo với mẹ Mẹ là đang quan tâm chị đó Mai mốt chị hai mà còn ăn nói với mẹ kiểu vậy Đợi ba về em sẽ mách lại cho ba dạy chị mới được Thiên Kim tức giận trước những lời hăm dọa của em trai Mày dám Sao lại không Chị hai đừng có thấy mẹ thương rồi được nước lớn tới Từ lúc ba đi đến giờ em để ý nhiều lần rồi Em không muốn thấy chị vô lễ với mẹ nữa Bởi vì mẹ là mẹ của chúng ta mà Bái không phải mẹ của hai chúng ta Mà là của một mình mày lúc nào cũng thương yêu tìm cách bao bọc cho mày. Bởi vậy mày bênh vực bà ta cũng là điều hiển nhiên. Chuyện này tốt nhất mày nên câm miệng, không được nhiều chuyện bếp xét với bà, nếu không sẽ biết tay tao. Từ trong bếp nghe thấy tiếng cãi nhau của hai chị em ở bên ngoài, Thúy Hằng vội vàng chạy ra. Hai chị em có chuyện gì mà lớn tiếng với nhau vậy hả? Tại chị hai vô lễ với mẹ trước nên con mới nhắc nhở chị ấy. Vậy mà chị hai còn dọa con nữa, ai biểu mà nhiều chuyện. Đứng ở giữa Thúy Hằng bỗng thấy khó xử, không thể vì con mình mà la mắng con riêng và ngược lại. Vì vậy chỉ đành phần xử công bằng, một lúc là dạy cả hai con. Thôi, cho mẹ xin hai đứa con đó, mới sáng sớm mà. Thôi, em còn nhỏ, con là chị hai, không nên so đo với em. Còn con nữa, Chí, mai mốt không có được ăn nói với chị như thế nữa biết chưa? Đây này bún của con mẹ làm rồi này con ăn đi cho nóng tôi no rồi không muốn ăn nữa tôi đi học đây dứt lời thiên kim dùng rằng quăng ném một mạch bỏ đi đó mẹ thấy chưa tại mẹ suốt ngày bênh vực chị hai nên giờ đây chị mới quá đáng như thế thúy hằng nhìn cậu con trai rồi nhẹ giọng thôi con đừng trách chị hai chắc là dạo gần đây chị con chịu nhiều áp lực thi cử nên mới sinh ra khó chịu bực bội trong người đợi vài hôm ba về mẹ sẽ nói ba thu xếp công việc gia đình mình sẽ đi biển chơi con chịu không có thật không mẹ con thích đi biển lắm mẹ hứa rồi đó nghe thúy hằng mỉm cười đáp ừ mẹ hứa nhiều ngày sau minh khải bí mật trở về sau chuyến công tác vì muốn tạo bất ngờ cho vợ con ở nhà thúy hằng không hề hay biết ngày chồng trở về cho đến khi nghe thấy tiếng gọi từ ngoài cửa vọng vào vợ ơi Thiên Kim, Minh Chí, ba về rồi đây. Thúy Hằng đang quét dọn nhà cửa, thì bỗng nghe tiếng chồng rồi chợt quính quáng lập tức bỏ luôn cây trổi vội vàng chạy ra. Anh về sao không gọi để em ra đón? Ủa mà anh nói chuyến đi lần này tận 10 ngày lận, mà tính ra thì hôm nay chỉ mới 8 ngày, vậy là còn tới 2 ngày nữa anh mới đến ngày anh về. Trước sự thắc mắc của vợ Minh Khải mỉm cười đáp. Thật ra dự định ban đầu là như vậy, nhưng mà kế hoạch có chút thay đổi nên chuyến công tác kết thúc sớm hơn dự kiến. Trên đó không có sóng điện thoại nên anh không thể gọi về thông báo. Với lại anh cũng muốn tạo bất ngờ đến em và hai con. Hóa ra là như vậy. Mà thôi anh đi đường xa chắc cũng mệt rồi. Vào nhà tắm rửa thay đồ cho khỏe đi anh. Thiền Kim, Minh Chí à? Ba con về rồi. Hai đứa nhanh ra mừng ba đi, lẹ lên. Vừa nhìn thấy ba, Thiên Kim liền chạy lại xà vào lòng ông ngay lập tức. Ba, con nhớ ba lắm. Cuối cùng thì ba cũng chịu về với con. Ngoan, con gái lớn rồi mà khóc nhè em cười kìa. Con trai lại ba ôm cái coi. Ở nhà hai chị em có nghe lời mẹ dạy không hả? Dạ tất nhiên rồi ba. Trong lúc vui mừng, Minh Khải đã vô tình lấy tay vỗ nhẹ vào đùi của con gái. Đột nhiên cô bé hét lên. Con đau ba ơi, ba xin lỗi nhưng mà ba chỉ chạm nhẹ tay thôi mà sao con lại đau thiên kim ngập ngừng ấp úng dạ không có gì đâu ba lúc này minh khải bắt đầu cảm thấy nóng ruột nên đã ra sức gặng hỏi con gái không có gì tại sao ba mới chạm nhẹ mà con lại kêu đau sở chân lên ba xem coi nào cơ hội đã tiến tới thiên kim vui mừng trong bụng không chần chừ cô bé lập tức vén chiếc váy lên để lộ ra phần đùi trắng nõn in hẳn những vết thương bầm tím trên đó. Vừa nhìn thấy Minh Khải và Thúy Hằng đã vội thốt lên. Trời ơi, chân con bị làm gì mà bầm tím hết vậy này dâu, mau nói cho ba nghe coi. Thúy Hằng cũng tỏ ra lo lắng trước những vết tích trên đùi của con gái riêng. Con bị té từ khi nào sao không nói cho mẹ vậy dâu, để mẹ chạy đi lấy dầu sức cho con liền mới được. Dạ, con bị té thôi à ba, nhưng mà vết té thì không giống cho lắm con nói thật đi còn định giấu ba nữa hả dạ thật ra là minh khải bỗng lớn giọng là sao thiên kim đảo mắt nhìn sang người mẹ kế mà nghĩ thầm nếu đã vậy rồi thì bà đừng có trách tôi tất cả là tại bà mà thôi bà hỏi con sao không trả lời mà ở đó nhìn mẹ làm gì hả vì muốn nhận được sự tin tưởng của ba mình thiên kim đã không từ thủ đoạn cô nàng đột nhiên bật khóc nức nở, cố tình làm ra vẻ đáng thương tội nghiệp. Dạ, nhưng mà liệu sau khi con nói ra rồi thì ba có tin con gái mình không? Hay là khư khư bênh vực người ta? Nếu vậy thì thôi con đành cam chịu sự đau đớn này, để gia đình mình được hạnh phúc. Ý con như vậy là sao? Không lẽ con muốn ám chỉ mẹ Hằng? Không đúng, ba không tin mẹ con làm như vậy. Từ nhỏ con là do một tay cô ấy nuôi dậy thì không có lý do gì để mẹ con phải đối xử với con như thế. Con biết mà, nếu như con nói ra thì ba cũng sẽ không tin. Nhưng đó là sự thật. Những ngày ba đi làm xa, ở nhà con thường xuyên phải chịu những trận đòn roi từ mẹ. Con đã cố gắng làm theo những lời mẹ dạy, nhưng mà mẹ vẫn cứ dùng thước đánh con. Không tin thì ba cứ vào phòng lấy cây thước ra xem có trùng với những dấu bầm trên đùi con không. Ba đã bị bà ta lừa rồi trước mặt ba thì giả vờ yêu thương đối xử tốt với con, sau lưng thì lại đánh đập hành hạ con gái của ba, như thế này mà ba còn không tin. Không đâu, mẹ hàng con không phải hạng người này. Bà hãy mở mắt nhìn cho kỹ đi này. Ba con mình đã bị bà ta lừa hết rồi, không lẽ con tự đi lấy cây đánh chính mình, con làm như vậy để làm gì? Con đau lắm đó ba. Bấy giờ Minh Khải bắt đầu cảm thấy bàng hoàng, đau đầu trước sự việc diễn ra mặc dù đã cố ra sức tin tưởng bênh vực vợ nhưng với những chứng cứ trên cơ thể con gái đã làm cho anh không muốn tin cũng không được đang lúc cảm thấy thất vọng thì thúy hằng cầm chai dầu gió xanh từ trong phòng chạy ra đưa chân đây mẹ sức cho này con đó bị như vậy mà lại giấu mẹ nếu hôm nay ba không về thì chắc con định chịu đau một mình đúng không thúy hằng lúc này chưa biết chuyện gì xảy ra với mình cô vẫn bình thản ra sức quan tâm lo lắng cho cô con gái riêng của chồng như cách thường ngày hay làm thì đột nhiên Minh Khải hét lên. Em thôi đi, đến giờ này mà còn định lừa gạt anh nữa hả? Thiên Kim là con riêng của ai nhưng nó cũng là con gái của em. Sao em lại có thể đối xử với con nhỏ như thế hả Hằng? Sau khi biết chuyện anh đã cố ra sức bênh vực em trước mặt con, anh thậm chí còn không muốn tin chuyện đó là do em làm. Vậy mà em thì sao? tới giờ vẫn không nhận ra cái sai của mình. Anh biết hết rồi. Không ngờ bao nhiêu năm nay anh lại cùng chung chăn gối với hạng người hai mặt như em. Ngày hôm nay nếu như anh không về và không kịp thời phát hiện thì không biết rằng con gái anh sẽ còn phải hứng chịu bao nhiêu trận đòn roi của người mẹ kế như em nữa. Thúy Hằng như người từ trên trời rơi xuống. Cô bàng hoàng ngơ ngác trước sự hiểu lầm và những lời chửi mắng vô tội bạ của chồng. Có chuyện gì vậy anh? Sao lại nói ra những lời cay nghiệt đó với em chứ Em đã làm gì sai với anh Hay với con anh Anh nói cho em biết đi Em sẽ khắc phục Tới giờ này mà em còn làm ra vẻ ngây thơ Trước mặt anh nữa hả Hằng Giá mà ngày ấy anh chịu nghe lời mẹ và Kim Thoa Thì giờ đây con gái anh Đâu phải chịu đựng những đau đớn Về thể xác lẫn tinh thần như thế này Hèn gì con bé luôn có thành kiến Và không muốn ở chung nhà với mẹ kế Dâu ơi bà có lỗi với con anh có biết là anh đang nói cái gì vậy không anh Khải? Mười mấy năm qua em vì cha con anh vì cái gia đình này mà phải chịu nhiều điều tiếng không hay. Bên ngoài người ta có nói gì em cũng mặc kệ mà hết lòng chăm sóc thương yêu xem thiên kim như là con gái ruột. Chưa bao giờ đánh con dù chỉ một đòn để rồi giờ đây phải nghe những lời miệt thị vu khống của ba con anh. Nếu đã như vậy thì thôi tôi và Minh Chí đi về nhà ba mẹ tôi ở để anh khỏi phải giải trừng nghi ngờ tôi hành hạ đánh đập con anh. Bà tôi biết hết mọi việc mà bà làm với tôi rồi vậy nên bà đừng có mà đôi co chối tội. Bà tôi vì yêu bà nên mới bị bà qua mặt lừa dối. Cũng may cuối cùng bà cũng nhận ra bộ mặt giả dối của người phụ nữ và hết lòng bênh vực trong suốt thời gian qua. Xem như những vết bầm trên người mà tôi đã chịu đựng không hề thiệt thòi một tí nào. Không thể đứng nhìn ba mẹ hiểu lầm nhau vì vậy Minh Chí đã ra sức khuyên ngăn giải thích nhưng đã bị chị gái thiền kìm ngăn lại. Cùng với đó là sự cố tình thêm dầu vào lửa khiến cho sự hiểu lầm ngày càng thêm trầm trọng hơn. Trong lúc nóng giận không chịu được những lời xúc phạm của chồng Thúy Hằng lập tức bỏ vào trong phòng thu dọn đồ đạc của cô và Minh Chí rồi vội vã cùng con trai đi thẳng ra bắt xe đến sân bay nhìn thấy mẹ con thúy hằng rời đi thiền kim vui mừng trong bụng mà không hề nghĩ đến cảm giác của ba mình lúc bấy giờ sự giận dữ đã lấn át hết lý trí bên trong con người khiến minh khải trơ mắt đứng nhìn cảnh vợ cùng con trai bỏ đi mà không một lời níu dữ nhiều ngày sau kể từ khi thúy hằng bỏ đi minh khải suốt ngày u sầu buồn bã không màng đến sự đời ngoài những lúc đến trường dạy học Thời gian còn lại anh đều muộn rượu để quên đi nỗi nhớ vợ con trong lòng. Bây giờ ở quê nhà sau khi biết được những ấm ức mà con gái phải chịu, bà Hương bỗng thấy tức giận. Cái thằng Khải này, mẹ không ngờ nó lại tệ như vậy, chưa tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng thì đã đưa ra vội phán xét, dám đối xử với con gái và cháu của mẹ như thế, để mẹ gọi điện cho nó mới được. "Dạ thôi mẹ, dù sao thì con cũng về đây rồi." Mẹ có gọi mắng anh ấy thì cũng đâu có giải quyết được gì. Cũng tại con hồi xưa, mẹ đã biết thế nào cũng có chuyện này xảy ra, nên mới hết lời khuyên ngăn mà không nghe. Một mực nói thẳng Khải, tốt nhất, định đòi lấy nó. Đó giờ con thấy khổ chưa? Con chung con riêng khó hòa thuận lắm con à. Giờ ba con đã mất rồi, không ấy hai mẹ con ở lại đây hủ hỉ với mẹ luôn đi. Mẹ cũng già rồi, sống mấy hơi nữa đâu được gần con cháu những ngày cuối đời là đủ rồi. Còn nếu vẫn còn thương thằng Khải, thì khi nào nó hết giận qua đây xin lỗi, lúc đó con muốn về thì mẹ cũng không cản. Dạ, con biết rồi mẹ. Điều con đang lo là thằng Trí đi như vậy làm sở sang việc học của thằng nhỏ. Hay là ngày mai con lên trường xin cho nó học tạm được không mẹ? Ừ, con tính vậy cũng được. Dạ, thôi, mẹ vô phòng nằm nghỉ đi. Con xuống dưới làm cơm chiều, Trước mặt bà Hương, Thúy Hằng tỏ ra lạnh lùng khi nhắc đến Minh Khải. Nhưng thật chất trong lòng cô không lúc nào thôi suy nghĩ lo lắng cho hai ba con ở nhà. Mặc dù đã dốc hết lòng vì chồng vì cô con gái riêng, nhưng Thúy Hằng chẳng được gì ngoài sự ganh ghét mưu mô của cô bé. Những tưởng sau khi đuổi được mẹ kế ra khỏi nhà, ba con thiên kim sẽ trở nên vui vẻ hạnh phúc hơn. Nhưng cô bé không thể nào ngờ rằng những chuỗi ngày vắng mẹ là những ngày cô phải ăn cơm tiệm, bữa đói bữa no, trong khi bà thì suốt ngày be bét trong rượu trẻ, chẳng hề quan tâm. Còn bà ngoại bà dì út sau khi đạt được mục đích khiến mẹ con Thúy Hằng rời khỏi, thì ít khi quan tâm đến cô cháu gái, mà chỉ lo bận bịu cho công việc riêng của họ. Một hôm đang học ở trường, đột nhiên Thiên Kim cảm thấy khó chịu đau bút ở bụng bụng, nghĩ là không có gì nên cố gắng chịu đựng một lát sẽ hết và rồi những cơn đau càng lúc càng dồn dập. Lúc này sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, vầng trán và cả hai bàn tay bắt đầu đổ rất nhiều mồ hôi. Cảm thấy không còn chịu đựng được nữa, Thiên Kim vừa định đứng dậy xin thầy ra về, thì chưa kịp nữa là đã vội ngất đi. Thầy Tâm chủ nhiệm và bạn bè thấy vậy nên đã tức tốc đưa cô bé vào bệnh viện, sau đó đã gọi điện về cho Minh Khải, nhưng chuông đổ mãi mà không thấy bắt máy, không liên lạc được cho ba Thiên Kim Thầy Tâm vừa nóng ruột vừa lo lắng thì đột nhiên anh chợt nhớ đến Thúy Hằng nên đã lập tức liên lạc với cô. "Alo, anh Tâm gọi em có việc gì không ạ? À? Em xin lỗi vì đi gấp quá nên chưa kịp viết đơn nghỉ phép, nhưng mà em có gọi điện thoại thông báo với thầy hiệu trưởng rồi. Bộ có gì thay đổi sao anh?" "À không, à mà có." "Là sao anh? Tóm lại là có hay không? Cách anh nói chuyện hôm nay kỳ lạ lắm nghe." Nếu không có gì vậy thôi, em còn có công chuyện, em tắt máy nghe. Khoan, cô Hằng này, thật ra Thiên Kim con gái cô nó nghe liên quan đến Thiên Kim, Thúy Hằng đột nhiên cảm thấy lo trong lòng nên đã gặng hỏi. Sao anh tâm, Thiên Kim con bé làm sao? Anh đừng có ấp úng nữa, nói nhanh đi. Thiên Kim đang nằm trong bệnh viện, tôi gọi cho thầy Khải Hoài mà không được, bí quá nên mới gọi cho cô bây giờ con bé không có ai chăm sóc chưa biết như thế nào nữa nếu được cô thu xếp về liền được không con gái em có sao không anh sao lại nằm viện rồi anh khải đâu để con nằm viện mà không hay thôi được rồi bây giờ anh tâm gọi lại cho anh khải một lần nữa đi rồi em thu xếp đồ đạc bay vào đó liền vậy nghe kết thúc cuộc gọi với người anh đồng nghiệp thúy hằng đã tức tốc thu dọn đồ đạc của hai mẹ con trong sự hối hả minh trí à Mau chuẩn bị mẹ con mình về lại Sài Gòn. Dạ con biết rồi nhưng sao gấp vậy mẹ? Chị hai con không biết bị bệnh gì mà nằm viện rồi, bây giờ mình phải về để lo cho chị con. Bà Hương nằm trong phòng nghe loáng thoáng Thúy Hằng nói chuyện với con trai nên lật đật đi ra. Ai bệnh? Vậy rồi con tính đi đâu mà thu xếp hành lý nhiều vậy? Thúy Hằng vội vàng đáp. Dạ Thiên Kim con bé bị bệnh phải nhập viện rồi mẹ, con phải về đó xem sao. Bà nó không biết làm gì mà thầy giáo chủ nhiệm gọi hoài không được. Chắc con với thằng Chí phải bay về đó một chuyến xem sao mẹ à. Nhưng mà con bé đã vu khống cho con nên mới khiến hai vợ chồng thành ra như vậy. Con còn về đó làm gì? Cứ mặc kệ hai ba con nó đi. Con có đối xử tốt với người ta như thế nào thì họ cũng có nhận thấy đâu. Mẹ đừng nên suy nghĩ như vậy. Dù sao thì thiên kim vẫn là con gái của con. Do một tay con nuôi dưỡng từ nhỏ đến giờ mẹ kêu làm sao con nỡ đành bỏ mặc con bé. Huống chi lúc này nó lại đang rất cần con. Ai mà chẳng có một lần lầm lỗi trong đời. Con gái con nó còn nhỏ dại đang tuổi trưởng thành nên chẳng trách có những suy nghĩ lệch lạc mà thôi. Con vừa mới đặt vé rồi. Một giờ sau con với thằng trí nhất định phải về. Mẹ ở lại xong chuyện, con sẽ bay về với mẹ sau. Ừ, tùy con vậy, mẹ không có ý kiến nghe lời thúy hằng thầy tâm cố gọi lại cho minh khải một lần nữa vừa may lần này anh đã nhấc máy vừa mới ngủ dậy sau cơn say rượu thần chí cũng chưa tỉnh hẳn nên khi vừa nghe tin con gái đang nằm trong bệnh viện anh vẫn còn chưa tin lắm sợ nghe nhầm nên đã lập tức hỏi lại thì nhận được sự khẳng định chắc nịch của người em đồng nghiệp bấy giờ minh khải mới chợt tá hỏa ngồi dậy rồi nhanh chóng chạy đi rửa mặt trong lúc lúng túng anh đã tiện tay gom vội một số đồ đạc mà không biết có cần dùng đến hay không. Sau đó tức tốc chạy ngay đến bệnh viện. Thầy Tâm, con gái tôi sao rồi? Con bé bị bệnh gì mà phải nằm viện? Bác sĩ vẫn đang cấp cứu bên trong, anh bình tĩnh lại đi. Đang lúc đầu óc rối bời thì bác sĩ bước ra, kết luận cô bé bị đau ruột thừa và đã được cắt loại bỏ. Nghe vậy Minh Khải thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn trời Phật, Cẩm Loan có phải là em đã âm thầm bảo vệ che chở cho con gái của mình đúng không? biết được học trò đã an toàn, thầy Tâm cũng bèn tiến lại vỗ nhẹ vào vai anh đồng nghiệp. "Thôi, con bé bình an, tôi cũng yên tâm rồi. Bỏ lớp học nãy giờ tôi xin phép về trước, anh mau vào với con gái đi." "Thành thật cảm ơn thầy Tâm, may là có thầy, nếu không thì tôi cũng không biết con gái tôi như thế nào nữa." "Có gì đâu anh, chuyện một thầy giáo nên làm mà, xin phép anh." "Chào thầy." Sau khi thầy Tâm rời khỏi Minh Khải cũng lập tức chạy vào với cô con gái. Nhìn thấy con nằm trên giường bệnh, lúc này Minh Khải mới cảm thấy hối hận vì sự thờ ơ bỏ bê trong những ngày vừa rồi. Vài tiếng đồng hồ sau, Thúy Hằng cùng với cậu con trai Minh Trí cũng nhanh chóng có mặt ở bệnh viện và được thầy Tâm cho biết số phòng. Vì vậy hai mẹ con đã lập tức đi vào đó. Vừa mở cửa ra thì chạm mặt anh chồng. Nhìn thấy Thúy Hằng và con trai, Minh Khải bất ngờ. Hằng, hai mẹ con sao lại có mặt ở đây không phải đang ở ngoài quê với bà ngoại hay sao con gái em bị bệnh không lẽ em không được phép về thăm con ý anh không phải vậy thấy em chịu về anh vui quá anh đừng có suy nghĩ quá nhiều mẹ con em về đây là chỉ để chăm sóc cho thiên kim sau khi con khỏi bệnh em sẽ về lại ngoài đó rồi con bị sao vậy anh bác sĩ nói con bé bị đau ruột thừa mà được cắt bỏ rồi nên không sao may là không bị gì nguy hiểm đến tính mạng chí lại ba ôm những ngày này ba nhớ hai mẹ con lắm người ba hôi rượu quá ba uống rượu phải không ba đó anh nhìn lại mình đi đến nỗi con bị bệnh gì mà còn không hay biết may anh tâm gọi cho em chứ là anh thì chắc cũng sẽ không thông báo chuyện này với em đâu thì ra là thầy tâm đã gọi cho em anh xin lỗi anh sai rồi những ngày không có em anh không làm ra trò chống gì hết em bỏ qua cho anh đi nhìn thấy vẻ ngoài xuống sắc cùng với thành ý hối lỗi của chồng trong lòng thúy hằng cũng có đôi chút siêu lòng khoan hãy nói đến chuyện này lo cho con là quan trọng hơn hết sao lâu rồi mà còn chưa tỉnh lại anh đi hỏi bác sĩ xem sao ừ để anh đi minh khải vừa rời đi thì thiên kim chợt mở mắt nhìn thấy con gái tỉnh lại thúy hằng vui mừng hớn hở con tỉnh rồi con thấy trong người sao đau nhiều không con những lời hỏi han của Thúy Hằng làm cho cô bé thêm phần hổ thẹn trước tình yêu thương người mẹ kế. Thật ra con đã tỉnh lại, từ lúc mẹ vừa mới bước vào, con đã nghe hết câu chuyện mà ba mẹ nói với nhau rồi. Sau tất cả mọi chuyện con làm, mẹ không giận không ghét con hay sao, mà lại còn lo lắng quan tâm đến đứa không biết chuyện này làm chi. Mẹ càng thương con bao nhiêu thì con lại càng xấu hổ bấy nhiêu. Chính vì vậy mà con không dám mở mắt ra. Con sợ ba biết chuyện nên chờ ba đi mới dám thú tội với mẹ. Con biết mình đã sai, đã hiểu lầm mẹ và gây ra sự hiểu lầm khiến ba mẹ cãi nhau. Chị hai xin lỗi gơ. Tại chị hai mà những ngày qua em phải ngưng việc học rồi còn phải xa ba. Con xin lỗi, mong mẹ và em bỏ qua lỗi lầm của con lần này. Nếu như mẹ không chấp nhận thì cũng không sao. Dù gì thì tất cả là do con mà ra nên con gánh chịu hết nhận thấy được sự hối hận và biết đối diện để sửa chữa lại lỗi lầm của cô con gái, Thúy Hằng mỉm cười xoa đầu nhẹ giọng. Con khờ quá, mẹ lúc nào mà không yêu thương con. Biết sai là tốt rồi, bây giờ mọi chuyện cho qua hết đi. Điều con cần cho mẹ lúc này là nghỉ ngơi thật tốt để vết thương mau lành biết chưa? Dạ con biết rồi, nhưng mà mẹ ơi, mẹ giúp con một chuyện nghe việc con tự đánh mình để vu khống cho mẹ mẹ đừng có mách lại cho ba biết nghe con sợ ba đánh con được rồi mẹ hứa bí mật này chỉ hai mẹ con ta biết chịu chưa Minh Chí đứng kế bên giọt miệng có em nữa chị hai không mua chuộc em em mách bà được rồi chị hai hứa sau này sẽ yêu thương và mua thật nhiều bánh sô cô la cho em ăn nghe chị hai hứa rồi đó lúc này Minh Khải đi vào em ơi bác sĩ nói một lát con sẽ tỉnh yên tâm vừa dứt lời thì ngước lên nhìn thấy con đã tỉnh dậy từ lúc nào minh khải vui mừng tiến lại con sao rồi còn đau chỗ nào không con thiên kim mỉm cười đáp dạ có ba có mẹ chăm sóc con khỏe re rồi con nói vậy là sao nói rồi minh khải liền quay sang nhìn vợ con nói vậy là sao em không lẽ em đã tha thứ cho hai ba con anh chấp nhận quay về nhà Thúy Hằng nhìn chồng bật cười để thay cho câu trả lời của mình. "Hay quá, em chịu về nhà với hai ba con anh thì tốt quá. Anh thành thật cảm ơn em. Anh đúng là một người chồng không tốt, trong lúc nóng giận đã buông lời không tốt đối với em." Ở đây trước mặt hai con, anh dập đầu tạ lỗi với mẹ của con anh. "Thôi, dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, việc trước mắt mình nên làm là chăm sóc cho Thiên Kim mau khỏi bệnh là mừng rồi." Trong lúc cả nhà đang sum họp đoàn tụ thì Kim Thoa dì út chạy vào làm ra vẻ quan tâm. "Kim, con có làm sao không?" Lúc này Kim Thoa nhìn thấy Thúy Hằng thì bất ngờ. "Sao chị lại ở đây, chẳng phải chị đi rồi à?" "Đúng là tôi đi, nhưng con gái tôi bệnh tôi phải về thăm chăm sóc, tôi không thể bỏ con gái tôi được." Kim Thoa bĩu môi. "Cô mà thương gì cháu tôi chứ, chẳng phải cô đã đánh đập con bé đến bầm tím hết cả người." mà giờ đây còn giả làm người mẹ tốt. Thiên Kim đã biết chỉ có Thúy Hằng là thương mình nên lên tiếng bênh. Dì Út đừng nói mẹ con như thế, tất cả là do con tự đánh con. Đó đều tại dì và bà ngoại suối con. Kim Thoa sợ khải nên chối. Thiên Kim sao con nói vậy? Dì và ngoại suối gì đâu, có phải chị ta hăm dọa bắt con nói thế đúng không? Quay qua Thúy Hằng cô ta chỉ tay. Tôi không ngờ cô độc ác đến vậy, Khải nãy giờ cũng hiểu mọi chuyện. Ngay từ lúc đầu anh biết Kim Thoa và bà ngoại dâu không thích Thúy Hằng. Nhưng anh không ngờ cả hai lại đi độc độc lên con gái mình những điều xấu xa. Khiến cho con gái nghĩ sai về mẹ mình. Còn làm ra chuyện tự đánh mình để cho anh hiểu lầm vợ. Xém chút gia đình đã tàn nát. Không chịu được Khải đã nể nang mà nói thật. Kim Thoa trước giờ tôi không nói. Một phần vì nghĩ đến Cẩm Loan. Nhưng tôi không ngờ cô lại làm ra những chuyện như thế. Thúy Hằng là người nuôi dạy cho cháu cô, vậy mà cô không biết ơn, còn đi xúi dục bé Dâu chống đối mẹ mình. Tôi thấy cô không hề biết thương cháu mình nên mới làm ra được những chuyện đó. Tôi cũng nói luôn, từ giờ tôi sẽ không cho bé Dâu về ngoại nữa. Tôi không muốn con gái tôi bị tiêm nhiễm những điều không tốt từ chính người nhà ngoại. Bây giờ cô hãy về đi. Kim Thoa bị nói chỉ biết cúi đầu im lặng, quá xấu hổ nên đã ra về. Lúc này Thiên Kim mới nhìn ba mình mà xin lỗi. Chuyện vốn muốn giấu nhưng lúc lại đã vô tình nói ra. Bà ơi con xin lỗi, con biết con sai rồi. Thúy Hằng sợ chồng, vì vậy mà la dẩy con nên lên tiếng. Chuyện qua rồi anh đừng la con. Khải cũng không trách con gái, đến bên giường xoa đầu con. Con biết sai là tốt, ba cũng không la mắng con. Nhưng mà ba muốn con biết mẹ rất thương con, điều đó con cũng tự cảm nhận được mà đúng không thiên kim mắt rưng rưng nhìn thúy hằng rồi gật đầu con sai với mẹ thì xin lỗi mẹ một tiếng đi con đã xin lỗi em rồi thiên kim nắm lấy tay của cô rồi nói mẹ ơi con xin lỗi mẹ đừng giận đừng ghét con nha mẹ mẹ vẫn thương con nha mẹ mẹ thương con không hết làm gì mà giận mà ghét con ngoan nghỉ ngơi trong khỏe rồi nữa gia đình mình sẽ đi du lịch Minh Chí vui mừng. Hoan hô, cả nhà mình sắp được đi chơi, con vui quá. Chị Hai phải nhanh khỏe để cùng em đi chơi nha. Thiên Kim nhìn em trai cười. Chị sẽ khỏe để cùng Gơ đi chơi chứ. Còn cả ba mẹ nữa, nhà mình sẽ mãi bên nhau. Con yêu ba mẹ và em Gơ lắm. Minh Khải cũng nắm lấy tay vợ và nói lời xin lỗi vì hiểu lầm mà đã có những lời không phải. Anh cũng xin lỗi em chuyện qua mình bỏ qua hết đi anh giờ cả nhà mình vui vẻ như thế này em hạnh phúc lắm nói xong thúy hằng cùng minh khải nhìn cả hai đứa con rồi mỉm cười sau tất cả thì giờ đây gia đình nhỏ của họ đã bình yên đầm ấm bên nhau không phải cứ là mẹ kế thì sẽ không thương con chồng đó là với ai chứ còn thúy hằng thì cô lại thương con chồng hơn cả bản thân mình tấm lòng tình thương đó vô bờ bến đó mới thật sự là một người mẹ các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện ngắn một tập rất hay và ý nghĩa có tên mẹ gẻ của tác giả Hoàng Chi. để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. cảm ơn các bạn. xin chào và hẹn gặp lại.